Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để có những đánh giá lại tất cả những cái kịch bản phân tích về thị trường cũng như tất cả các mã cổ phiếu trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view lại tổng quan các mã cổ phiếu, các nhóm ngành, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục phân tích trong cái thời gian vừa qua, và sau đó thì sẽ có một vài cái nhận định về xu hướng của thị trường trong tuần mới. Thế thì kết thúc phiên giao dịch ngày 20, đúng không ạ? Ngày 20 tháng 11 đây chính là cái điểm Hùng đánh dấu xanh này, thì Hùng đã ra bản tin video số 131. Chúng ta có 131 bản tin phân tích đánh giá tình hình thị trường tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11. Trong đó thì VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 980 đến vùng 990 điểm phái sinh, và VN 30 ổn định trên mốc 940 điểm. Đó, ổn định trên vùng 900 đây, 940 điểm. Là những cái tiền đề rất là quan trọng để giúp cho thị trường của chúng ta tiệm cận về vùng 1.000 điểm. Và đến thời điểm hiện tại khi ông làm bản tin tuần thì VN Index của chúng ta đã cán cái cột mốc 1.010 điểm trên cái hành trình đi về cái mốc M4. Đó, cái mốc kháng cự mạnh đó là 1.020 đến 1.030 điểm. Thì đấy là cái dự báo về xu hướng thị trường. Và trong cái bản tin tuần, bản tin số 131 thì Hồng Lê cũng đã có phân tích những cái yếu tố về thị trường chứng khoán thế giới và tất cả và thị trường chứng khoán châu Á. Thì đấy là những cái phiên giao dịch rất là đồng pha, một cái tuần giao dịch rất là đồng pha, và điều đó thì nó cũng sẽ ủng hộ cho cái xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và sau đó thì cũng có đánh giá các cái nội tại về thị trường, đó là các cái ngưỡng hỗ trợ quan sát để gọi là bản lề để giúp cho thị trường cán cái cột mốc 1.000 điểm và mạnh hơn, thì sẽ là 1.020 điểm đến 1.030 điểm. Vòng tiếp tục đánh giá trên cái biểu đồ xu thế bộ ba chỉ số cơ bản của thị trường, đó là VN Index, VN 30 và phái sinh, thì đều đang cho thấy một cái trend rất là tích cực, và trend chủ đạo là trend long. Và hiện tại khi Hùng làm bản tin video số 131 thì chưa có tín hiệu đảo pha xu thế. Tuần giao dịch mới thì Hùng Lê cũng đã dự báo là tạo lập sẽ dùng bộ trụ các cái nhóm ngành đang đang tăng tốt để kéo chỉ số, và trong đó các cái trụ có thể kéo chỉ số ví dụ như Vinamilk, MWG, BVH, Sabico, VDC, Mansan. Các cái blue vừa thì có thể tính toán như là gì, mã cổ phiếu công nghệ như FPT, DigiWorld, mã các cái nhóm ngành của chứng khoán thì chúng ta có SSI, HCM, đấy là hai cái mã cổ phiếu hàng đầu của nhóm ngành chứng khoán, và sau đó thì có các cái mã cổ phiếu của top sau, Hòa Phát, Nam Kim, nhóm cổ phiếu của xây lắp thì là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta đã có một cái quá trình đầu tư rất nhiều các mã cổ phiếu đầu tư đẹp, rất nhiều các điểm mua đẹp, và tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích. Và mã cổ phiếu nhóm ngành xây lắp là một mã cổ phiếu phải nói là rất là thành công trong cái thời gian vừa qua. Nhóm cổ phiếu ngành dược thì chúng ta đã có nhóm có mua cổ phiếu Domeco, cảng biển thì có Gimades, HAH, khu công nghiệp thì có một số các mã cổ phiếu cơ bản. Và nhóm banh thì tạo lập sẽ sử dụng các cái banh chính để kéo thị trường như là Vietcombank, Công Thương, Bit đó. Nhóm dệt may thì chúng ta có các cái mã cổ phiếu rất cơ bản mà phân tích khuyến nghị đầu tư, TCM, TNG, VGT, mía đường. Dầu khí thì chúng ta có bộ ba các cái mã cổ phiếu đầu tiên cơ bản nhất, đó là PVS, PVT và PVD, cùng với đó thì một số các cái mã cổ phiếu như là GAT, PXS, PGS, thì những cái mã cổ phiếu đó là đằng sau, và các cái mã cổ phiếu quen thuộc ở đó, CVT vân vân. Và đến đến phiên ngày 24, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 11, thì Hùng tiếp tục có những cái đánh giá. Ông tiếp tục có những cái đánh giá về 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 thị trường. Về thị trường khi mà VN Index của chúng ta tiếp tục trong phiên kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai đây, thì các anh chị có thể thấy xem, mà chúng ta sẽ xem lại đây. Đối với chỉ số VN Index khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì Hùng đã có những cái đánh giá khi mà VN Index của chúng ta tiếp tục trụ vững trên vùng 994 điểm, và tất cả các cái chỉ báo kỹ thuật
về chỉ số VN30. Đó, về chỉ số VN30 và chỉ số VN30 F1M thì đều nằm ở trên cái ngưỡng hỗ trợ mà chúng ta đã phân tích ở trên bản tin tuần. Và tại cái thời điểm đó thì chúng ta cũng cũng kỳ vọng, tức là tiếp tục phân tích cái xu hướng mà VN Index của chúng ta sẽ chào đón cái cột mốc 1.000 điểm. Và một cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng ở trong tuần vừa qua đó là vùng 952 điểm. Vùng 952 điểm đến 955 điểm thì kết thúc cái phiên giao dịch của ngày 24 tháng 11, cách đây 3 ngày, 24 tháng 11, thì chúng ta tiếp tục đưa ra, các anh chị có thể xem ở trên cái biểu đồ phái sinh M5 thì ông tiếp tục đưa ra kể cả là chỉ số VN30. Đây, chỉ số VN30 đây các chị, đó là vùng hỗ trợ 952 điểm đến vùng 955 điểm. Đây là một cái vùng đệm mà từ ngày 23 cho đến ngày 24, đến ngày 25, đến ngày 26 thì cứ mỗi lần VN30 chạm về cái vùng hỗ trợ này thì đều bật lên, các anh chị có thể thấy đây. Đó, chính vậy nên là trên cái phân tích ở trên cái bản tin điều chỉnh đồng đã đưa cái vùng 952 điểm đến vùng 955 điểm. Đây là cái mốc bản lề để giúp cho thị trường của chúng ta xác nhận là đi tiếp hay là nghỉ. Thì và sau đó thì cũng có tiếp tục nói đến cái vùng kháng cự ở vùng 965 điểm của VN30. Đó, 965 điểm của VN30 đây. Thì ngày 23, ngày 24, ngày 25, ngày 26 cứ chạm đến vùng 965 điểm thì bật lại, và chạm đến cái vùng hỗ trợ 952 đến vùng 955 điểm thì lại bật lên. Thì đấy là những cái cột mốc rất quan trọng của VN30. Và cùng với đó thì chỉ số phái sinh, các anh chị cũng có thể thấy đây, từ ngày 23 đó cho đến kết thúc cái hành trình của chúng ta là kết thúc tuần ở đây, thì cái chỉ số phái sinh này cũng mỗi lần chạm về cái vùng hỗ trợ 952 đến 955 điểm thì đều bật lên đó. Và một cái mấu chốt, vấn đề cực kỳ quan trọng trong cái bản điểm tin, trong cái bản tin tối ngày hôm qua đó là Hùng có phân tích cái điểm nhấn kỹ thuật của phái sinh đó, thì Hùng sẽ chốt lại cái từ khóa 952 đây, cách đây 22 giờ, tức là tối ngày hôm qua. Thì Hùng tiếp tục có những cái đánh giá về thị trường chung, và trong đó thì có nói đến cái cột mốc của VN30 và phái sinh, đó là vùng 952 đến vùng 955 điểm. Và điểm nhấn kỹ thuật cho phiên ngày mai, tức là phiên ngày thứ sáu, phiên ngày hôm nay, thì phái sinh sẽ có xu hướng test cung ở 9965 không gãy và cầu long trở lại. Cùng với đó thì VN30 đánh break nền 9565, lực tăng quay trở lại của VN30. Nếu mà cái kịch bản này xảy ra thì xác nhận cái xu thế kéo về vùng 1020 đến 1030 điểm. Và chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái điểm nhấn kỹ thuật của phái sinh đó, phái sinh đã có những cái điểm test cung đó, phái sinh có những cái điểm test cung trên vùng 970, và trong cái dự báo vùng là có thể test về cái vùng 9565 đến vùng 9567, nhưng trên thực tế là không test lại cung ở vùng này mà nó đi rất khỏe ở trên vùng này và đóng cửa ở vùng gần vùng kháng cự trên 975 điểm. Cùng với đó chỉ số phái sinh thì đã chính thức là đánh break vùng đó, đánh break vùng 965 điểm. Thì đấy là những cái mấu chốt kỹ thuật trong tuần vừa qua, và chúng ta cùng chúc mừng cho VN Index của chúng ta đã cán thành công cột mốc 1.000 điểm và hiện tại đang đóng ở vùng 1.010 điểm. Thì đấy là tất cả những cái kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua. Cùng với đó thì cũng có rất rất nhiều những cái phân tích khuyến nghị đầu tư ở trên team không chat NO02, thì đây là một cái room Hùng Lê dành để hỗ trợ tất cả những nhà đầu tư đã chuyển về team của Hùng Lê, và trên cái room này thì chỉ có Hùng Lê được chat ở trên đó, và Hùng Lê cập nhật rất nhiều các mã cổ phiếu và các nhóm ngành theo các cái tín hiệu kỹ thuật giao dịch trực tuyến. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời tắt cái phái sinh này đi, và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi phân tích view lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu trong tuần vừa qua. Đối với VIX thời điểm hiện tại thì cũng chưa thấy có nhiều động lực. Tuy nhiên yếu tố tích cực nhất đó là VIX có những cái điểm test kỹ thuật không gãy vùng 102.5, đây là vùng hỗ trợ của VIX, và chúng ta kỳ vọng là tạo lập sẽ sử dụng VIX như là một cái công cụ để kéo điểm số của thị trường, và VIX thì có thể sẽ cán lại cái vùng 108 đến vùng 110 điểm, và điểm này thì chúng ta cũng không có điểm mua của VIX.
Đối với Vinhome, trong tuần vừa qua thì Vinhome đã hoàn thành cái cột mốc đó. Vinhome đã hoàn thành cái cột mốc là vùng một vùng 81.5 đến vùng 82 đấy các anh chị, và vùng hỗ trợ của Vinhome ở những cái điểm mà chúng ta có thể mua đó là có thể là ở vùng 75 đó. Và bây giờ cái nhịp hồi kỹ thuật của chúng ta thì đã đưa Vinhome về vượt vùng 82, và đây là một cái phiên giao dịch rất là mạnh. Thì thường về kỹ thuật là các anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái phiên mạnh như này thì Hùng sẽ không có khuyến nghị các anh chị mua, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm trả cung kỹ thuật đó. Sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành cái target này thì nó sẽ test lại cung, và Vinhome đã có 3 phiên test cung rất là đẹp ở vùng 82. Với những cái tín hiệu test cung như hiện tại, 3 phiên cầu thấp và lực test cung khá là ổn định, thì chúng ta sẽ tiếp tục canh. Trong phiên ngày thứ hai tuần tới, chúng ta những tài khoản mà đang cầm Vinhome chúng ta sẽ mua tăng tốc, tức là chúng ta sẽ mua từ 50 đến 1% tỷ trọng của Vinhome. Vinhome đang ok. VRE trong phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ có cái vùng target của nó ở đây, vùng 28, vùng 28.5. Trong tuần thì VRE đã có cột mốc đạt được cao nhất là 28.65, tuy nhiên sau đó thì không giữ được cái mốc cao nhất, và VRE đã có những cái nhịp test lại cung. Thì những cái nhịp test cung này là đẹp các anh chị, 27.5, 28 cái, thì mục tiêu vẫn đi về lại vùng 28 đến vùng 28.5. Trong nhịp này thì VRE có hay không, một cái câu chuyện là VRE đánh vượt thoát cái vùng ở đây này, vùng 29. Thì về mặt lý thuyết và về mặt kỹ thuật ấy, thì dòng tiền đang khá là ok, và cái kịch bản mà VRE test cung 27.5 đến vùng 28 không gãy để đi về lại vùng 28.5 đến vùng 29 ở trong nhịp này là còn là hoàn toàn khả thi, và chúng ta sẽ chờ có hay không một cái cây nến xác nhận ở đây. Thì tại cái điểm nhấn kỹ thuật đó thì mình sẽ cập nhật thêm cái tín hiệu của VRE. Sapeco SAB. Rồi, SAB là một mã cổ phiếu mà mình có nói rồi, các yếu tố tạo lập, và trong kịch bản phân tích tuần nó sẽ có những cái điểm test cung đâu đó ở khoảng vùng 189 không gãy. Thì cái cung này Lùng đã vẽ khi mà kết thúc bản tin tuần, và chúng ta nhìn thấy là những cây nến ở trong tuần thì nó cũng bo cái cung nó khá là đẹp, nó bo đúng cái cung này, và lực cầu tiếp tục quay trở lại đánh giúp cho Sapeco vượt thoát vùng, dự là vượt thoát vùng 195, dự là một phát vùng 195 thì Sapeco sẽ tiếp tục kéo, và Sapeco sẽ kéo về đâu, sẽ kéo về lại vùng đỉnh cũ của nó đây. Đó, và Sapeco sẽ là một công cụ mà Tạo Lập cũng sẽ sử dụng để lấy điểm số của thị trường. Rồi Vinamilk thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều cái động lực, nói chung là vẫn đi ngang ở quanh cái vùng quanh vùng 110. Các cái điểm test kỹ thuật của Vinamilk các anh chị có hỏi Hùng nó bán hay không thì cũng chả cần phải bán, bởi vì các cái điểm test kỹ thuật của nó ở vùng 108.5, 108.5 không gãy, thì như vậy là chúng ta cứ cầm thôi, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại đây là đang là những cái nhịp tích lũy đi ngang, và thường những cái nhịp tích lũy đi ngang này thì chúng ta phải kiên nhẫn thôi, chứ chúng ta không có cách nào cả. Chúng ta sẽ dò tìm các cái vùng giá hỗ trợ để chúng ta nương theo đó để chúng ta làm việc. Chúng ta đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không đó, VNC đúng không ạ? Những cái phiên hưng phấn thì sau đó thì cũng đã tìm những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, vùng 109.5 đến khoảng vùng 113 đó, những cái điểm test cung này không gãy. Và trong tuần thứ 6 tuần tới thì VNC đã có một cây đánh lên rất là mạnh, và lại tiếp tục tìm kiếm một cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó, những cái điểm test cung ở khoảng vùng 116.3, và chúng ta thấy rằng đây có những cây nến test cung ở vùng 116.3 không gãy. Thì mục tiêu sẽ công lại lấp lại gap vùng 120, phiên kết tuần thì không đóng cửa ở trên vùng 120, nhưng với xu thế hiện tại thì VDC sẽ tiếp tục đánh. Và đây cũng là một mã cổ phiếu mà Tạo Lập sẽ sử dụng để kéo để lấy điểm số của thị trường, và dự dự ở trong vùng này thì VDC sẽ kéo về khoảng vùng 125 đến khoảng vùng 127 ở đây. HVN thì chưa có những yếu tố đột biến, vẫn đang là những điểm test cung ở khoảng vùng 26.4 đến vùng 27. Cầu thấp và chúng ta cần phải chờ thêm. À,
Mã cổ phiếu AST này thì chúng ta phải kiên nhẫn thêm một tí, bởi vì là cái đội lái, đội tạo lập nó đánh hơi khó chịu. Ở trong cái kịch bản phân tích đó là chúng ta có cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 53. Và sau đó có những cái điểm test cung không gãy vùng 53 thì chúng ta sẽ có một cái vùng giá mục tiêu tiếp theo ở khoảng vùng 56 đến vùng 57. Trong tuần thì cổ phiếu này có liên tục có những phiên kéo lên ở vùng 54, sau đó thì lại tụt lại, thì đây là những cái cách mà tạo lập họ đánh thôi. Và trên trên tuần thì chúng ta nhìn nó sẽ đỡ bị rối rắm hơn, đó là vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, đó là vùng 53. Cổ phiếu ACV là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, và các cái điểm mua, các cái điểm khuyến nghị mua rất là ok, vùng 61 62, mục tiêu target 70. Hiện tại thì ACV đã có những cái điểm test cung quay trở lại ở đây là vùng 70, đã có khoảng hai phiên gần đây test ở khoảng 70 70.5 và kết tuần ở 71.6. Và đối với anh chị nào chúng ta đang cầm ACV, chúng ta sẽ canh ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới ở quanh vùng 71 71.5, vùng 71, khoảng vùng 71. Ok, khoảng vùng 71 đến vùng 70.5. Đây là vùng mà chúng ta có thể canh mua thêm cái phần tỷ trọng của ACV để chúng ta kỳ vọng trong nhịp này ACV sẽ đánh theo cái mô hình đi như này và sẽ công lại vùng 75 ở đây. Công thoát vùng 75 xong thì sẽ có những cái nhịp test cung nhẹ nhàng ở đây để đi về vùng 80. Nó mã cổ phiếu ACV. BVH. Đối với BVH trong trong kịch bản phân tích tuần đó là chúng ta có tìm cái vùng hỗ trợ 56, tuy nhiên là phiên giao dịch ngày 24, tức là ngày thứ tư à ngày thứ ba thì BVH đã có một cái nhịp nhịp đánh xuống rất là mạnh, và chính vì vậy nên là nó đang lấp lại gap, và phiên kết tuần thì gần như là cổ phiếu này cũng đã lấy lại được cái vùng đệm gần vùng 56. Thì đối với BVH ở trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái nhịp của BVH vận động ở quanh vùng 56. Cổ phiếu này lấy lại break được vùng 56 thì chúng ta sẽ có tiếp cái target tiếp theo khoảng vùng 6660. Và BVH thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng có hỏi Hùng là có bán không, thì theo Hùng là không không cần còn cần thiết phải bán. Bởi vì cái vùng hỗ trợ của nó ở đây, tức là nó sẽ tạo lại cái vùng hỗ trợ của nó ở đây, đó là khoảng vùng 54, khoảng vùng 54 đến vùng 55 ở đây. Đó, nếu mà cái vùng này nó không gãy thì chúng ta cứ cầm tiếp thêm thôi. Mansan. Đối với mã cổ phiếu Mansan thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích về cái vùng chỉnh giảm của Mansan ở đây, đó là cái vùng kỹ thuật ở khoảng vùng 80 đến vùng 80.5. Hiện tại một cái yếu tố hiện tại của Mansan đó là Mansan đang bị mất cung và cũng mất luôn cả cầu. Thì cái đoạn mất cung mất cầu này thì và Mansan tích lũy ở vùng đáy như thế này thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta sẽ quan sát thêm, và chúng ta sẽ chờ khi mà Mansan có những cái điểm đánh vượt thoát vùng 84 chẳng hạn, thì chúng ta với lực cầu quay trở lại khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Còn bây giờ là chúng ta đang gom cái vị thế để chúng ta có thể thăm dò cái lực phục hồi bắt đáy của Mansan tại đây. MWG, một cái mô hình phân tích kỹ thuật nó cũng rất là quen thuộc của chúng ta, đó là sau khi mà cổ phiếu đạt target đó là vùng giá 110 thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm kéo bull lên ở khoảng vùng 113 đến vùng 113.5, sau đó có những cái điểm test cung, thì chúng ta thấy rằng đã có những cái tuần test cung ở trước này và những cái điểm test cung đó không gãy thì xuất hiện một cái phiên một cái mẫu chốt hay là một cái phiên kỹ thuật, thì phiên ngày thứ hai chính là cái phiên mấu chốt kỹ thuật của MWG khi lực đánh đạt trên khoảng 1,6 triệu cổ phiếu và giá thì tăng mạnh lên vùng 113. Và sau đó thì tiếp tục có những cái phiên có những cái phiên test kỹ thuật không gãy ở trên cái biên này, và phiên kết tuần thì MWG đã có một lực cầu rất là mạnh lên vùng 115.5. Và MWG thì trong cái bản tin phân tích tuần thì cũng có dự báo đây là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập sẽ sử dụng
kéo để lấy điểm số của thị trường. Mã cổ phiếu PNG. PNG có vùng kháng cự là vùng 75 trong điểm phân tích tuần, và vùng hỗ trợ của nó là vùng 72, biên 75 đến biên 72. Không gãy thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nắm, và mấu chốt vấn đề của PNG nó cũng hoàn toàn tương tự như MWG, có một phiên đánh break lên. Đó, phiên phiên ngày thứ hai với một lực cầu khoảng gần 2 triệu cổ phiếu, và sau đó thì nó có những cái điểm test up. Đây là những cái điểm test up không gãy các anh chị nhé. Đó, những cái điểm test up không gãy, và tiếp tục đến phiên kết tuần thì sau những cái điểm test up không gãy đó thì PNG đã hình thành một cái cây nến xanh tăng mạnh và đánh bay được cái vùng giá 77 ở đây. Và kết phiên ở 78.8, với xu thế hiện tại thì PNG sẽ có những cái lực đánh về khoảng vùng giá 83 đến vùng 85 ở trên này. Đó, sẽ có những cái điểm đánh lại về đây. Và khi gặp những cái điểm kháng cự này thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái xu thế tiếp theo của PNG. Các anh chị mà đang nắm PNG thì chúng ta tiếp tục nắm. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa thì BMP cũng là một cái blue vừa, và chúng ta đang phân tích một cái trend lên của BMP. Các cái điểm mua của BMP thì bắt đầu xuất phát điểm từ vùng 52.5 đến vùng 53.5. Khi mà cổ phiếu này đạt được cái target ở vùng 60 ở đây thì cũng có dự báo về cổ phiếu sẽ chỉnh về cái vùng hỗ trợ ở đây, và vùng này chúng ta bắt đầu mua 30%, 50%, và mấu chốt vấn đề nằm ở phiên giao dịch ngày 17 tháng 11 là chúng ta đã mở điểm mua hết khi mà cổ phiếu này break, tức là nó thoát khỏi cái cung, nó thoát khỏi cái cung này đó, thì bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi chúng ta sẽ mở mua. Và cái phiên này cũng là một phiên mà lực cầu đạt những cái tín hiệu kỹ thuật đủ để chúng ta mở điểm mua hết, và sau đó thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Và phiên ngày hôm nay thì Bình Minh đã cho chúng ta một cái kết quả rất là đẹp. Đây các anh chị, chúng ta Hùng sẽ không tìm lại ở trên 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 Zoom không chat các anh chị nhé, bởi vì tìm lại thì nó sẽ rất mất thời gian. Đó, 50% tỷ trọng này, đó những cái nhịp gom, và nôm na nó là như vậy. Và đến ngày hôm nay thì Bình Minh cũng tiếp tục cập nhật đó mô hình của BMP, đó là cá bờ ao là vùng 60. Thì đến thời điểm hiện tại, một cái mô hình vận động rất là quen thuộc mà chúng ta thường hay phân tích, đó là Bình Minh sẽ có thể kéo lên vùng 62, sau đó test cung lại ở những cái điểm test cung không gãy trên vùng 60, đây là gọi là bờ ao, thì nó sẽ xuất hiện một cái điểm nhấn kỹ thuật nào đó thì chúng ta sẽ mua tăng tốc. Đó, tức là chúng ta đến tại thời điểm hiện tại là Bình Minh đã hoàn thành 100% điểm mua. Tức là ví dụ như chúng ta dự kiến là chúng ta mua một được 100.000 cổ phiếu thì Bình Minh chúng ta đã mua đủ 100.000 rồi. Và đến thời điểm hiện tại nó sẽ có 1 đến 3 phiên test kỹ thuật ở đây. Nó không gãy, xuất hiện một cái lực cầu kéo lên. Ví dụ cũng nói ví dụ như thế này, có một cái cây nến xanh dài nó kéo lên ở đây như vậy thì cái phiên đó chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm 50 đến 1% tỷ trọng. Có nghĩa là chúng ta có thể mua thêm 50k hoặc 100k nữa tùy cái sức mua của chúng ta, bởi vì khi đó thì Bình Minh chính thức là xác nhận cái xu thế đánh tiếp, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta phân tích APH đó. Cái khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái tính cách tạo lập của cổ phiếu, và cái tính cách tạo lập của cái cổ phiếu này đó là gì. Hỗ trợ, vùng hỗ trợ ở đây chúng ta có phân tích vùng 70 đến vùng 71, nó đánh lên vùng kháng cự tiếp theo 75. Em mới tích lũy đi ngang, sau đó một cây nến xanh đánh lên tiếp tục target ở vùng 80 đây, và đánh lên target ở vùng 80 thì em tiếp tục test những cái điểm cung không gãy 80, và anh ấy đánh lên cái vùng 85, lên vùng 85 nghỉ ngơi một tuần đó, và test cung không gãy thì lại xuất hiện một cái cây nến kết tuần đánh lên vùng 90 đó. Và vùng lên đến vùng 90 rồi thì nó như nào, nó lại cái kịch bản nó lại như vậy thôi. Cái nếu như chúng ta nghiên cứu được cái yếu tố tạo lập của từng mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ đánh rất là dễ. Nó sẽ có những cái điểm test cung không gãy vùng 90 để nó kéo lên vùng 95, nhưng nhịp này thì khả năng nước rút nó sẽ kéo lên vùng 100 đó, thì cái target tiếp theo của cổ phiếu này như vậy. DAG là một mã pen của nhóm ngành nhựa, nhưng cũng rất thích cái mã cổ phiếu này bởi vì thỉnh thoảng bắt là vẫn vẫn ok, nó có lộc. Thì chúng ta phân tích vùng hỗ trợ là 6.4 thì đã cân rồi. Bây giờ đang có những điểm test cung, thì những điểm test cung này rất đẹp ở vùng 6.6, 6.76, chúng ta có thể mua thêm để chúng ta kỳ vọng em này đánh thoát thoát vùng 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 test cung ở đây để đi về khoảng vùng 7 đến vùng 7.5, nôm na nó là như vậy.
Rồi, mã cổ phiếu J. J là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta bắt đầu bắt bắt nhịp J. Đó, một cái blue chip già cỗi. Các anh chị xem lại đây, vùng giá mà chúng ta bắt đầu tham gia J đó là vùng 30 đến vùng 31 sau chia. Và đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã phân tích một sóng lên của J và đã đạt lên đến vùng 47.6. Sau một cái nhịp bắt xổ số từ vùng 42 và chúng ta có vùng target 46 thì đã hoàn thành ở trong tuần này. Chính thức là target 46 đã đạt được ở trong tuần này và nó đã có những cái điểm test cung lại vùng 46. Đây, những cái điểm test. Đó, những cái điểm test cung lại vùng 46 đây không gãy thì mục tiêu chúng ta đưa J lên vùng 5x. Và trong phiên ngày hôm nay thì cũng đã có khuyến nghị là anh chị nào mà đang cầm J thì chúng ta cách đây 7 giờ đúng không? Kết thúc và chúng ta có thể canh mua thêm và target tiếp theo thì đưa về vùng 5x. Vì sao Hùng Lê lại mời các anh chị về team của Hùng Lê? Bởi vì những cái bản tin phân tích tuần thì một tuần là chúng ta chỉ phân tích một lần, nhưng cổ phiếu thì nó vận động theo giờ, theo ngày đó, thậm chí theo phút. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn kỹ thuật nó nằm vào trong phiên giao dịch, và đến kết tuần thì các anh chị mới nhận được những cái phân tích đó của Hùng, thì nó như vậy là nó sẽ hơi bị muộn. Nhóm ngành cổ phiếu công nghệ là nhóm ngành mà Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta đáng để đầu tư. Và vì sao? Bởi vì nó là một cái nhóm ngành mà sẽ có một cái kết quả kinh doanh rất là ok. FPT sau khi mà có một cái target ở 56 ở đây thì Hùng có vẽ một cái vòng cung và những cái điểm test cung của FPT ở khoảng vùng 55 không gãy thì các anh chị cứ thế chúng ta đóng hàng. Và đến vùng 56 ở đây là một cái điểm nhấn kỹ thuật mà trong phiên kết tuần bắt đầu nhen nhóm một cái điểm là FPT sẽ đánh vượt thoát vùng 56 đây. Xuất hiện phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba xuất hiện một cây nến xanh mạnh tăng mạnh ở đây vượt trên vùng 56 thì các tài khoản đang cầm hàng chúng ta cũng sẽ canh đóng thêm hàng với dự cái target tiếp theo của của FPT ở khoảng vùng giá 6x. DGWF cũng là một mã cổ phiếu rất quen thuộc, chúng ta đi lần lượt đi xây đó, chúng ta xây vùng 7x xong chúng ta xây vùng 75. Sau khi đạt vùng 75 thì DGWF có những cái nhịp test kỹ thuật ở đây, đó là vùng 73.5 không gãy thì mục tiêu sẽ về 8x. Sau khi về đến vùng 8x thì cũng sẽ chờ đợi một cái cây nến xanh kéo qua vùng 8x và nó sẽ test lại bo lại cung. Thì thường nó sẽ kéo lên, nếu như mà đúng thuần về kỹ thuật thì nó sẽ kéo qua khoảng hai giá, tức là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 82 và cái điểm dưới nó sẽ là vùng 80. Đó, nó sẽ kéo lên vùng 82 không gãy sau đó thì 82 sau đó nó sẽ test cung lại 80 không gãy thì chúng ta tiếp tục đi xây dựng cái target tiếp theo của DigiWorld. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Mã cổ phiếu CMG của cái nhóm này thì hơi xấu, và nói xấu thì cũng không đúng bởi vì là thực ra nó không lãi không lỗ, nó cứ đi ngang như này, nó tích lũy như này thì cần thêm thời gian thôi, và xu hướng hiện tại của em này thì vẫn đi ngang ở vùng 33, vùng 33.5. Cổ phiếu ITD, ITD là mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ và nhóm mã này thì cũng đang gom, đang miệt mài gom ở vùng giá 9.2. Ở 9.2 và thêm một số ở các cái vùng giá dự phòng ở vùng 9, và mã cổ phiếu này thì chúng ta nên xem ở trên trend tuần. Hiện tại những cái điểm đánh kỹ thuật thì cũng đang nhìn thấy một cái xu thế uptrend hiện hữu của mã cổ phiếu này rất đẹp, và Hùng Lê cũng kỳ vọng đây là một cái mã cổ phiếu nó cũng giống như con LSS hay giống như con TLH. Hôm nay là Hùng thường tìm ra những cái mã cổ phiếu nhìn thì có vẻ nó đơn sơ vậy thôi, nhưng mà khi nó chạy thì nó cũng sẽ có những cái nhịp đánh rất là ok. Thì ITD là Hùng đang gom và đang khuyến nghị các tài khoản đã gom. Rồi, chúng ta điểm nhanh qua các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp. Đầu tiên là Novaland thì hỏng rồi. Đó, hỏng rồi, mất đây, mất 62 là hỏng rồi. CTD là mã cổ phiếu đã khuyến nghị bắt đáy ở vùng giá 56, đây cái biên này. Và trong một cái mục tiêu của CTD đó là đi về vùng 67, không có gì thay đổi cả anh chị nhá. Rồi. HTN là một mã cổ phiếu rất thành công, phải nói rất là thành công, và xây những cái target gọi là cao ngất ngưởng luôn. Sau khi mà chạm cái cột mốc 40, đó là target mà chúng ta đang thiết kế, thì HTN đang có một cái hành trình đi ngang. Thì các anh chị nhớ lại cái yếu tố tạo lập bao giờ Hùng phân tích cổ phiếu, đó là Hùng cũng nghiên cứu cực kỳ sâu cái tính cách của cổ phiếu. Đó thì nó tạo lập một cái đường đi ngang rất dài trước khi mà nó đánh break lên. Đó thì đoạn này này bạn bắt đầu nhìn thấy những cái ý đồ méo mó của tạo lập là
họ sẽ giữ cổ phiếu này ở trên cái vùng hỗ trợ 35.5 đến 36.5. Đây là cái cột mốc để giúp cho chúng ta xác nhận là cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 40. Còn ngược lại, có một cái cây nến xanh, có một cái cây nến mà bị gãy vùng này thì chúng ta sẽ bán. Và một số anh chị có nói là ở ông này ông nói hai đường, thì về mặt tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu là chúng ta sẽ bám sát, và trong cái xu hướng hiện tại là tạo lập đang đi ngang đó, và đi ngang đến sau khi đi ngang nào thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như HTN vượt thoát vùng 4x ở đây với một cái vol xác nhận hoặc là một cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận nào đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mua thêm. Ở chúng ta có 10.000, chúng ta mua thêm 5.000 nữa, chúng ta có thêm 15.000 HTN để chúng ta chào đón cái cột mốc 45. Thì cái cách mà Hùng phân tích cổ phiếu là như vậy, luôn luôn mua những mã cổ phiếu đang có trong tài khoản đấy, cách của Hùng là như vậy và rất hiệu quả luôn. Rồi HDC các anh chị, mục tiêu của HDC sau một cái nhịp ở đây này đó, anh chị nhớ lại, không phải nhớ lại mà cần thiết thì có thể xem lại những cái bản tin mà Hùng phân tích khi HDC chỉnh không gãy vùng 21. Rồi chúng ta phân tích một sóng lên đó, một nón thứ nhất lên vùng 24, tiếp tục một nón thứ hai để chúng ta đi lên vùng 26, ở đây là vùng bao nhiêu đây ạ? Vùng 27 đến vùng 28. Và trong tuần thì có một cây nến này suýt soát đạt vùng hai cao nhất ở vùng 26.9, gần đạt biên giới, thì cổ phiếu lại có những cái điểm thường là khi gặp kháng cự như vậy thôi, nó sẽ trả lại cung. Và những cái điểm trả cung này không gãy vùng 20 hai mấy đây ta? 25.5. Ở những cái điểm trả cung này không gãy vùng 25.5 thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng là HDC sẽ đánh chạm lại về đúng cái vùng chúng ta phân tích ở đây. HDG, bộ đôi HDC và HDG là Hùng phân tích cùng nhau anh chị nhá. Hai con này là hai cặp song sinh, và khi đầu tư thì nói chung là không thể thiếu hai em này được, nên mua song song bởi vì là cái tính tạo lập nó khá là giống nhau. Thì cổ phiếu này chúng ta cũng đang phân tích một cái sóng lên, và cái mục tiêu của sóng lên này đó là chạm vùng 28. Trong phiên kết tuần thì cổ phiếu này đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 28 và đóng cửa vùng 29.5 CE luôn. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì trong phiên ngày thứ hai và trong phiên ngày thứ ba tuần tới, cổ phiếu sẽ có xu hướng trả lại đẹp nhất ở khoảng vùng 28.5. 28.5 không gãy ở vùng này thì nó sẽ có lình xình nó thêm một vài phiên ở đây đó, và trước khi cái lực cầu quay trở lại để kéo cổ phiếu này đi tiếp. Và như vậy thì cái mục tiêu của nó sẽ đánh về khoảng vùng giá 31 đến khoảng vùng giá 32 các anh chị nhé. Nhịp này rất khỏe luôn. HDG ngoài cái câu chuyện về xây lắp á, nó còn có thêm cái ngành điện gió năng lượng các anh chị nhé. Cái mã này là cái mã mùng có nhấn mạnh là một cái trend kỹ thuật từ từ trước á, nó có thêm cái ngành điện năng lượng nên là rất là tiềm năng luôn. HBC ở thời điểm hiện tại, trong phiên giao dịch ngày hôm nay là đã có thêm những cái khuyến nghị là những anh chị em nào mà chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta neo giữ thuyền buồm cẩn thận đúng không, và cân thêm hàng để chúng ta chào đón và kỳ vọng cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 12 chấm à vùng 13 à, vùng 13 đó. Thì đối với mã cổ phiếu HBC trong một cái hành trình mà chúng ta phân tích lại từ cái vùng ở đây này, vùng 10.2 đến vùng 10.4, thôi không sớt lại nữa. Sau đó thì đi lên vượt thoát cái vùng ở đây vùng 11.5 thì chúng ta đi xây cái target ở khoảng vùng giá 12.5 đến vùng 13. Sau đó thì có những cái điểm test cung, và những cái điểm test cung này ở vùng 12.1 rất đẹp, không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định. Nếu như chúng ta nhìn ở trên trend tuần thì HBC đã có một cái quá trình giảm giá rất là dài. Và sau đó thì HBC có một cái điểm xoay chiều. Một cái điểm xoay chiều, và cái điểm xoay chiều đó nó khoảng ở vùng 9.8 đến vùng 10. Đây là cái điểm xoay chiều của cổ phiếu. Và dự báo từ cái vùng này thì cổ phiếu sẽ bắt đầu một cái trend tăng. Đó, và cái điểm nhấn kỹ thuật của HBC nó sẽ nằm ở cái cục cục tròn này. Những cái điểm nhấn kỹ thuật nào mà rất là quan trọng thì Hùng sẽ nói rất là sâu ở đấy. VCS gọi là thổi kiến trúc sư thổi tâm hồn vào đá. Thì mã cổ phiếu này chúng ta cũng đi xây dựng cái target 8x, thì trong tuần là VCS đã đạt và kỳ vọng một cây nến xanh ngồi lên vùng 8x. Cây nến này là cây nến đỏ không phải cây nến xanh, chính vì vậy nên nó đã phải test lại cung, và những điểm bo cung 78.5 rất đẹp, không gãy, phiên kết tuần đưa cổ phiếu về vùng 8x và kỳ vọng sang tuần tới thì VCS sẽ tiếp tục tăng. Đạt Phương chúng ta có
có những cái điểm mua ở vùng 26 ở đây bắt lại đáy để chúng ta đảo hàng ở trên thớt. Vùng 28 28 cộng chúng ta chốt một phần, vùng 30 cộng chúng ta chốt một phần, và đây là những cái điểm chốt rất là đẹp ở trên vùng 30 cộng của Đạt Phương. Và đến thời điểm hiện tại thì Đạt Phương lại rơi về lại vùng hỗ trợ 27.5, vùng 28, và phiên ngày hôm nay thì Hùng cũng bắt đầu khuyến nghị các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm Đạt Phương, tức là sau những cái điểm chốt ở đây, điểm chốt ở 30 cộng và đang còn lại hàng bao nhiêu nữa thì chúng ta lại canh mua lại vùng này để chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại chốt ở nhịp 30 cộng đối với Đạt Phương. Mã cổ phiếu CRE cũng là một cái mã cổ phiếu rất là thành công trong một cái nhịp mà Hùng phân tích một cái sóng lên. Sau khi chia ở đây đâu đó vùng 21 đây này, từ cái điểm này, từ cái thời gian 21.5, từ đây là chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng lên, và sau đó thì lần lượt đạt từng cái target đó thì Hùng sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật đó và xây lên đến vùng 30. Và trong tuần thì chính thức là cổ phiếu này đã hoàn thành CRE, hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 trên 30. Có những phiên kéo lên, và sau những phiên kéo lên đó thì chúng ta tiếp tục tìm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 30 đến 31, 31 đến vùng 32 không gãy. Thì mục tiêu của chúng ta là từ vùng 30 nó sẽ đánh lên vùng 34, và CRE thì Hùng cũng đã đưa cái target của CRE lên vùng 34 đấy, hình như là đã đưa lên vùng 34 rồi. Đây, phiên sáng ngày hôm nay thì đã đưa lên vùng 34 sau những cái điểm test cung. Quan sát những cái điểm test cung trong phiên ngày hôm nay của cái điểm 31 rất là đẹp. Mã cổ phiếu PVKA, mã cổ phiếu này thì hoàn toàn mới và Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị đầu tư. Bản thân thì cổ phiếu này nó có một cái tính tạo lập rất là hay, đó là nó đánh lên và sau đó thì nó rũ hết sạch. Thì cái nhịp rũ này đã xong rồi, và khả năng thì trong cái nhịp này chúng đang kỳ vọng là không còn nhịp rũ nữa, và những nhịp rũ kỹ thuật ở đây nó chỉ đưa về vùng 12.5 đến vùng 12.7, đây là vùng khuyến nghị mua, và kỳ vọng từ cái vùng này thì cổ phiếu sẽ đánh lên. Các anh chị có thể xem cổ phiếu LGL. Cổ phiếu này rất là đẹp nhưng nó CE mất rồi, và chúng ta cũng nhìn ở trên một cái góc độ kỹ thuật của nó, đó là nó đã có một cái nhịp đánh dẫn, nhịp đánh rũ thứ hai, và nó lại về lại vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 4.4 đến vùng 4.4, đây là vùng hỗ trợ cứng. Và tuần này thì nó có một cây nến đóng xanh rất là đẹp. Thì sang tuần tới các anh chị sẽ canh ở khoảng vùng 4.6, Hùng dự là khoảng vùng 4.6 là có thể mua được. Nhưng với cái cách đánh là nó sẽ sit như này thì khả năng nó cũng sẽ rất là khó, có khi là nó sẽ kéo luôn, thì cái này là sẽ cái điểm mua sẽ tùy cơ ứng biến. Nó tùy cơ ứng biến của tuần tới. Đất xanh, rồi đất xanh cũng là một cái mã cổ phiếu rất thành công của team chúng ta, và đến thời điểm hiện tại là đất xanh vẫn đang giữ đúng cái ý đồ kỹ thuật. Sau khi chạm vùng 14 thì vùng 13.5 đó là những cái điểm test cung, và chúng ta thấy rằng đây những cái điểm test cung cả tuần nó test 3 phiên, và phiên kết tuần thì đất xanh tiếp tục ngồi lên. Thì khi ngồi lên ở vùng 14 thì nó lại như thế này thôi. Nó sẽ có những cái cách nó rất là dễ hiểu, đó là đất xanh sẽ có những cái điểm mà nó sẽ test lên khoảng vùng 14.5. Đó, thường thì cổ phiếu sẽ như vậy, nó sẽ kéo lên khoảng vùng 14.5 không gãy, và sau đó nó là có những cái điểm test lại cung ở ở khoảng vùng 14. Đó, và những cái điểm test cung này thì gần như là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể kỳ vọng là đất xanh sẽ bắt đầu tuần tới sẽ hành trình lên mốc 15. Và nhìn trên trend tuần thì gần như đất xanh cũng đi vào một cái sóng gọi là cái sóng dài. Mặc dù kết quả kinh doanh không tốt, đó, các anh chị lần trước thì cũng có nói đến cái đoạn là vì sao kết quả kinh doanh không tốt mà ta vẫn mua. Thì đấy là cái câu chuyện nó nằm ở cái trend kỹ thuật. LDG hiện tại là chưa có nhiều các yếu tố đột biến, và vùng 6.5 và vùng 6, hai cái mốc này đó là hai mốc mà LDG dự kiến sẽ là những cái điểm xoay chiều dài, những cái điểm xoay chiều dài để chuyển sang một cái kênh xu thế tăng giá dài của LDG. Thì đây là những cái điểm, hai cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị có thể lưu tâm. Cổ phiếu DIG phiên ngày hôm nay khuyến nghị tiếp tục mua, mua thêm. Bởi vì DG đã có một cái điểm test ở đây vùng 20.5 đến vùng 21 rất là đẹp ở đây, và phiên những cái điểm test cung ở trên vùng đây có thể nói là vùng 21.5.
Đó, vùng 21.5 và phiên ngày hôm nay thì đã có những cái dấu hiệu là bứt vùng 21.5. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của DG thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng lên vùng 23 đến vùng 24. DG nó đang có những câu chuyện riêng, tuy nhiên những câu chuyện này nó không được chính thống. Chính vậy nên là Hùng cũng chỉ phân tích ở trên trang kỹ thuật thôi. Còn anh chị nào muốn hỏi câu chuyện riêng thì có thể chat với Hùng. Hùng không có public bởi vì nó không chính thống nên nói ra nó sẽ mất hay. FCN ở thời điểm hiện tại là đã đi về cái vùng ở đây. Nhiều anh chị cũng có hỏi Hùng nên Hùng sẽ phân tích thêm cái điểm này 12 đến 12.5. Gãy 12 thì chúng ta bán. Không gãy 12 và vẫn ở nằm trong biên 12 12.5 thì chúng ta nắm tiếp tục nắm, và tuần tới thì khả năng là sẽ có xuất hiện một cái điểm đánh break vùng 12.5. Đánh break điểm 12.5 thì chúng ta sẽ xây dựng cái target tiếp theo của cổ phiếu FCN khoảng vùng 13.5 đến cùng vùng 14. FCN liên quan đến công trình ngầm, dự án đầu tư công, và trong tuần vừa qua thì những mã cổ phiếu đầu tư công đang bắt đầu có dấu hiệu ấm trở lại, sôi máu trở lại, nên là FCN cũng là một cái nhân tố kỹ thuật liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nên là các anh chị của chúng ta đang cầm, chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. Mã cổ phiếu IDC, mã cổ phiếu đầu tư công, và mã cổ phiếu này cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ thành công khi mà chúng ta đã có những điểm phân tích khuyến nghị mua từ vùng 18.5 đến vùng 19, thoát vùng 20 thì mua hết, và đến thời điểm hiện tại là 30. Cái target mà Hùng đang xây dựng của cổ phiếu này đó là 30, thì đã trong tuần đã có những phiên là đạt lên trên vùng 30. Tuy nhiên kết phiên thì lại không giữ được nó do những cái lực chốt khá là mạnh. Nhưng mà các anh chị nhìn như thế này thì các anh chị sẽ thấy xấu, nhưng mà các anh chị nhìn trên nến tuần ấy, Hùng thường nhìn trên nến tuần, và một tuần tuyệt vời của IDC, không có gì để chê trách cả. Tăng từ dưới này, từ nói chung từ vùng 20 mấy đây, 26 hai mấy đây, 27 đây, và lên đến vùng 29.5, rất là ok. Và mục tiêu của IDC thì sẽ tiệm cận lại về vùng 3x, vượt thoát vùng 3x thì Hùng sẽ có tiếp tục có những cái phân tích của IDC ở đây. Đó, chúng ta có thể mua thêm nếu như có những cái tín hiệu kỹ thuật đảm bảo. LCG nó vận động khá giống với DIG, tuy nhiên là LCG thì đến thời điểm hiện tại là chưa break được vùng 12. Chính vì chưa break được nên là em ấy đang đi test cung ở vùng 11.5, và cái vùng 11.5 cũng là vùng đệm rất là quan trọng, thậm chí là có thể cho phép xuống đến vùng 11. LCG thì chúng ta tiếp tục nắm để chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí đầu tiên sẽ là gas. Rồi, gas thì Hùng cũng đang phân tích một sóng lên, và trong cái sóng lên đó thì trong tuần Hùng bản tin 131 cũng có nói đến vùng 81 đến vùng 82 đúng không ạ? Thì các anh chị nhìn thấy đây này, 1 2 3 3 cây nến, 4 cây nến, 3 cây nến nó nằm vào biên 81 đến 82 không gãy, thì cái mục tiêu trong cái bản chất là chúng ta đã phân tích khi mà gas vượt thoát vùng 76 ấy, thì nó sẽ có cái vùng target là 85. Tuy nhiên trên cái con đường đi 85 đó thì chúng ta lại tìm ra những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện à nó có đi lên được 85 hay không. Đó thì trong tuần vừa qua với những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy thì chúng ta hoàn toàn có cái tín hiệu khả thi là gas có thể đi được về vùng 85. Nếu mà nhìn rộng xa hơn một tí thì nhịp 85 thì khả năng sẽ đánh break, và trong nhịp này thì tạo lập cũng sẽ kéo gas để lấy điểm số của thị trường. Vùng mạnh hơn của gas có thể kỳ vọng ở vùng 90 đến vùng 95 ở trong nhịp này. PLX bắt đầu xuất hiện dòng tiền. Đó, PLX sau một cái đoạn không có gì thì bắt đầu xuất hiện dòng tiền. Và mấu chốt vấn đề của PLX đến từ vùng 47.5 đến vùng 48, vùng hỗ trợ kỹ thuật, và kháng cự của PLX ở trong nhịp này đó là khoảng vùng 53, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng đó. Cái mục tiêu nó chỉ như vậy thôi. Đó, vùng này, còn cái điểm mua thì các anh chị tự cân. Và trong phân tích tuần thì Hùng có nói đến những điểm chỉnh không gãy vùng 49.5. Nó sẽ có những cái điểm test ở vùng 49.5. Đó, đó thì các anh chị nhìn thấy đây này, đây là một cây nến test này. Cây test này là 49.6 đấy. Xịt soát những cái vùng dự báo, tất nhiên là Hùng dự báo thì nó không thể tuyệt đối được các anh chị ạ, nó tương đối thôi. Tức là sau một cây nến tăng mạnh và nó đang đây, cái điểm này là điểm kết tuần thì Hùng đã có những cái dự báo là có khả năng sẽ test lại những cái cung ở dưới này. Đó.
Nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích thêm, bởi vì nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ có thêm những cái mã cổ phiếu nữa. Rồi, PVD. Trong nhóm ngành dầu khí thì PVD là một mã cổ phiếu mà cũng không thể thiếu trong cái nhịp mà Hùng Lê phân tích định lượng đầu tư. Những cái điểm test cung ở đây này, các anh chị xem lại vùng 12.3 đến vùng 12.5, đây là những cái điểm nhấn kỹ thuật để giúp cho Hùng định lượng rằng trong nhịp này thì PVD sẽ đi về vùng 14. Sau khi chạm vùng 13.5 thì PVD đã có những điểm test kỹ thuật ở đây, thì Hùng cho rằng những cái điểm test này cũng rất là đẹp. Những cái điểm test này rất là đẹp. Nghỉ ngơi lấy sức để tông về vùng 14 và mục tiêu của PVD không có gì thay đổi. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, sau khi mà PVS đánh vượt thoát cái nền biên ở đây và chúng ta có ta kéo cái này ra một tí nữa, chúng ta có ở cái vùng những cái điểm test cung của PVS đó là từ vùng 10 mười mấy đó, vùng 14.5 đến vùng 15, đây là những điểm test kỹ thuật để giúp cho chúng ta định lượng cái mục tiêu tiếp theo của PVS ở khoảng vùng 16 đến khoảng vùng 17. Và PVS thì cũng đang một cái trend kỹ thuật, đang một trend lên, những cái phiên trả cung test cung rất là nhẹ nhàng, không có vol. PVT là một mã cổ phiếu mà chia cổ tức, những cái điểm mà chia cổ tức mà chúng ta phân tích ở vùng 14 đến vùng 14.5 ở trên này, thì sau chia Hùng đã tính toán lại đây ở khoảng vùng 11.8 đến khoảng vùng 12.26, và kỳ vọng ở trong cái nhịp này thì PVT vẫn tiếp tục đi lên, vẫn tiếp tục đi lên ở trong mục tiêu là trước chia là vùng 16 thì sau chia đâu đó khoảng vùng 13.5. Mã cổ phiếu PXS em này thì nó có những cái tín hiệu về đầu cơ. Thì PXS là có phân tích đâu đó khuyến nghị mua ở vùng này, xong mục tiêu tiếp theo ở vùng 6.3, vừa thoát 6.3 có những điểm test cung không gãy thì chúng ta lại tiếp tục có một cái vùng target ở cao hơn ở trên này. Và ông có nói với các anh chị là PXS là một mã cổ phiếu mà mang cái tính đầu cơ khá là cao của nhóm nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí. Nó cũng giống như con pet này. PET đánh nháo thật đấy. Đó. Mã cổ phiếu PET này là nó đánh đây từ vùng 14 này. Hoàn thành vùng 14 thì chúng ta có phân tích lên vùng 16, và trong tuần thì PET cũng đã chạm vùng 16 và có những cái điểm test cung về vùng 15 không gãy. Ok, đẹp, và sau đó thì PET lại tiếp tục có một cái lực cầu cuối phiên đánh về vùng 16. Và với tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta sẽ chờ đón một cái phiên mà PET sẽ ngồi lên trên vùng 16. Và phiên đó nếu xảy ra thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cân thêm được, bởi vì như vậy là PET sẽ đánh tiếp đó. Trong nhóm ngành dầu khí thì có con PGS, đúng rồi, PGS là có khuyến nghị đầu tư. PGS thì cái cổ phiếu này thanh khoản nó thấp, chính vậy nên là chỉ có mua để gọi là uống trà đá thôi. Và trong cái phân tích kỹ thuật từ vùng dưới này thì chúng ta nói đến cái vùng 16.5 đến vùng 17 không gãy. Mục tiêu của vùng này không gãy thì em ấy sẽ đánh vượt thoát vùng 18. Khi thoát vùng 18 rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng là em ấy sẽ đánh dài dài hơi hơn một tí. Cái mã cổ phiếu này nhìn thế thôi, nhưng các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi những cái yếu tố tạo lập nó đánh một nhát thì nó cũng lên tương đối đấy. Và trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng như vậy. Đó, đang kỳ vọng là sẽ có một cái nhịp tăng dài của cổ phiếu PGS. Chúng ta chờ thêm. Ở phiên giao dịch ngày hôm nay thì có mã cổ phiếu POVK là dòng tiền đánh tương đối mạnh, và Hùng có nói rồi là cái mã cổ phiếu này thì cái dòng tiền đánh nó hơi phập phù. Đây có những cái phiên đánh rất mạnh nhưng mà sau đó thì nó lại chỉnh giảm hết toàn bộ, nên là các anh chị có hỏi Hùng mua PVOVK hay không thì Hùng bảo là thôi, chúng ta có rất nhiều các cái mã cổ phiếu đẹp, tại sao chúng ta cứ phải cố POVK làm cái gì, đúng không? Banh bao nhiêu banh đẹp đó, các anh chị không mua đến bây giờ thấy tiếc hùi hụi chưa? Tí nữa cũng sẽ cho các anh chị một con banh tiếc hùi hụi. Rồi, chúng ta phân tích mã cổ phiếu Vietcombank. Mục tiêu của Vietcombank không có gì thay đổi các anh chị. Mục tiêu của Vietcombank đó là vùng 95. Trên cái hành trình mà đi về vùng 95 rất ok.
Và cái câu chuyện là Vietcombank có vượt thoát được vùng 95 để mà tạo lập kéo Vietcombank để lấy điểm số hay không thì cũng sẽ cần chờ thêm những ý đồ tạo lập của Vietcombank ở đây. Nhưng về về tín hiệu kỹ thuật là vùng 90 sẽ đạt được ở trong tuần tới. Rồi, tiếp theo là mã cổ phiếu ACB. ACB hiện tại sau target vùng 26 rồi thì chúng ta đi xây dựng tiếp theo target ở vùng 28 cộng. Các anh chị có hỏi Hùng là có mua không thì theo Hùng đoạn này không cần mua, không không nên mua nữa, và chúng ta đối với ACB thì chúng ta canh để chúng ta chờ chốt ở khoảng vùng gần tiệm cận vùng 28. Rồi, CTG. Ok, CTG đây các anh chị. CTG chúng ta mua này. CTG. Đó, chúng ta có thể thấy rằng là những cái mật độ mà chúng ta phân tích đó mua của CTG cách đây 16 ngày ở vùng 30 đến vùng 30.5 canh tăng mua theo tăng tăng thêm tỷ trọng. Thì công thương mục tiêu của chúng ta là target vùng 34 thì vùng 34 này đã hoàn thành, chính thức là đã hoàn thành và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay là còn 34 cộng. Và sau cái điểm 34 cộng này thì ông có đánh giá bản thân là trong cái tuần giao dịch 134 thì ông có đánh giá rằng là tạo lập sẽ sử dụng mã cổ phiếu công thương để kéo điểm số và tạo hiệu ứng của nhóm banh. Thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ quan sát thêm công thương có thể có những cái điểm test ở khoảng vùng 30 33.5. Nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 33.5 đến vùng 34, không gãy thì công thương sẽ tiếp tục kéo. Và nếu mà cái kịch bản này mà chúng ta xảy ra thì như vậy công thương sẽ kéo một nhịp nữa cũng sẽ tương đối khá là mạnh. Tức là nó sẽ kéo được về khoảng vùng giá 36 cộng và mạnh hơn sẽ ở khoảng vùng 37 đến vùng 38. Thì tuần tới thì chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn kỹ thuật của công thương ở đây và cũng sẽ căn cứ tình hình thực tế sẽ khuyến nghị các tài khoản của chúng ta mua thêm hay không mua thêm, thì nó sẽ nằm hết ở những cái sự vận động của công thương ở vùng giá 34 cũng sẽ có những quyết định. Rồi, MBB ngày hôm nay về lại đúng vùng 20 lần 2. Thì MBB trong cái mục tiêu mà mình phân tích từ vùng 18 á, là chúng ta sẽ đưa target về vùng 20. Trên cái hành trình đó thì có những cái điểm test cung 19 19.3 không gãy. Đó. Và trong phiên kết tuần thì MBB của chúng ta đóng đúng cái điểm kháng cự 20. Nhìn trên ý đồ tạo lập và dòng tiền hiện tại thì hoàn toàn kỳ vọng tuần tới thì MBB sẽ có những cái điểm test cung nho nhỏ lại đây nữa thôi. Bởi vì bản chất là nó đã test ở vùng này rồi. Lẽ ra là nó sẽ đi từ vùng 18 về vùng 20 rồi mới test. Đó, thì đây nó đã test cung đã cái cây nến doji của tuần trước này nó chạm về 20 nó chỉnh giảm lại. Đó, và chỉnh giảm lại rồi thì tuần này nó bắt đầu nó đi lên và bản chất là nó đã test cung xong. Thì có thể tuần tới vì gặp lại cái vùng kháng cự 20 lần 2 nên nó sẽ có thể nó sẽ rung lắc thêm một tí trước khi mà vượt thoát vùng 20, và thoát vùng 20 thành công thì chúng ta cũng sẽ có một cái target nó cao hơn của MBB ở vùng 21 đến vùng 22. Công thương rồi, cổ phiếu TCB. TCB đang vận động ở vùng 24, vùng gần đỉnh, và các anh chị đã mua những cái vùng 22 thì chúng ta canh để chúng ta đảo hàng, giữ lại phần gốc thôi. Giữ lại phần gốc. Rồi, HD Bank. Chúc mừng tất cả những anh chị em chúng ta mua và nắm giữ HD Bank, bởi vì HD Bank là một mã cổ phiếu Hùng có phân tích trong các cái bản tin tuần. Hùng dành một cái tình yêu rất là lớn và cái sự kỳ vọng rất là lớn của HD Bank là sẽ đánh break vùng giá 26 ở đây các anh chị, và 26 trước chia thì bây giờ hôm nay em ấy chia là thành cái biên trên của nó là thành 20.5. Nói chung là biên 25.5 đến biên 26 thì đã trở thành cái biên là 20 đến 20.5 sau chia, và phiên ngày hôm nay thì HD Bank đã có một phiên break rất là mạnh. Vượt thoát cái vùng 26. Và kỳ vọng tiếp theo là chúng ta kỳ vọng về vùng 28 thì sau chia nó sẽ rơi vào khoảng vùng 22 đến vùng 22.5 gì đó, anh chị có thể xem lại nôm na nó là như vậy. Rồi. VBank cũng là một cái mã cổ phiếu rất là khỏe, và Hùng có nói vui là chúng ta mua để xem chúng ta lỗ như thế nào, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là chúng ta không lỗ các anh chị nhé. Khớp 23 chấm VBank. À,
À 24.35, khớp 24.35. Đến thời điểm hiện tại là 27, và mục tiêu trong cái hành trình này đó là về vùng 28 cộng. VBank trong tuần tới có thể có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 27 đến vùng 26.5, không gãy. Phiên ngày hôm nay là một phiên test cung sau đó kéo lên vùng 27. Thì với những cái điểm test cung này thì VBank sẽ tiếp tục có những cái điểm test thêm 1 đến 2 phiên nữa, ít nhất là như vậy. Trước khi mà lực cầu quay trở lại để đánh cổ phiếu này về vùng 28, mạnh hơn thì cổ phiếu VBank có thể đánh về vùng 29 đến vùng 30 ở trong nhịp này, nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ xây dựng ở khoảng vùng 28 đấy. Tiên Phong Bank, TP Bank. Đối với mã cổ phiếu này thì cũng nhiều anh chị quan tâm này, thì đến thời điểm hiện tại là sau một cái nhịp mà cổ phiếu này hồi lên đó, thì chúng ta có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là 24.5 đến vùng 25. Ông có nói đến cái vùng này không gãy thì mục tiêu là em mới đánh lại về vùng 26. Các cái điểm mua thời điểm hiện tại không có, anh chị nào mà đang cầm nó thì ta canh thì chúng ta chốt thôi, chúng ta không có mở mua mới. Rồi trong mã banh thì chúng ta phân tích thêm các cái mã cổ phiếu VIB. Sau chia VIB thì bây giờ kỳ đô tạo lập là đang đi khá là sát ở cái vùng biên trên ở biên 28. Nhìn về tổng thể thì cũng đang dự báo rằng VIB sẽ có một cái nhịp đánh về mặt kỹ thuật nôm na, nó là cái nhịp từ 26.5 đến khoảng vùng 3x. Đó là đang cái nhịp mà nhịp nhịp phân tích sóng cuối ở cái đoạn này, và vượt được 3x thì khi đó thì chúng ta sẽ nói thêm đến câu chuyện của VIB. Mã cổ phiếu SHB. SHB thời điểm hiện tại sau những cái điểm mua gom nắm giữ thì mục tiêu của SHB là target là 18. SHB có những cái điểm test ở trong tuần, nói chung ở khoảng vùng 16.8 đến khoảng vùng 17.3. Vẫn giữ được như này thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là SHB sẽ đánh về khoảng vùng 18 cộng thì chúng ta chốt. Liên Việt Postbank, Liên Việt Postbank. Em này hiện tại chưa có nhiều động lực và chúng ta cần phải chờ thêm thôi. Các cái điểm mua thì chúng ta đã mua thêm ở khoảng quanh vùng 12. Và chúng ta chờ một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây về lại vùng 12.8 đến khoảng vùng 13 thì chúng ta sẽ canh chốt. STB có những điểm test cung ở trên vùng 14 khá là đẹp, và trong cái nhịp phân tích kỳ vọng thì Hùng kỳ vọng là STB sẽ đánh vượt lại về vùng 15 đến vùng 16 ở trong nhịp đánh này, bởi vì đã bắt đầu có những cái dòng tiền tương đối là ok rồi, và những anh chị đã mua STB ở quanh vùng 14 thì chúng ta sẽ cầm nắm để chờ đợi những cái vùng target cao hơn ở khoảng vùng 15 đến khoảng vùng 15.5, mạnh hơn thì khoảng vùng 16. Rồi, chúng ta sẽ phân tích đến mã cổ phiếu BVB. BVB đến thời điểm hiện tại thì cũng phải chờ thôi. Nói chung là cầm dài một tí, và cái vùng xác định đó là vùng 11.5 đến vùng 12. Kháng cự ngắn trước mắt ở vùng 13. VCI. Vùng hỗ trợ của VCI ở nhịp này như vậy là khá là ok rồi các anh chị, 40.5 không gãy, và kỳ vọng từ vùng này thì VCI sẽ hồi phục lại về vùng 45. Bộ đôi TVC. Bộ đôi TVC và TVB thì Hùng đã nói TVB, TVC trước. Thì đây là một cái bộ đôi mà Hùng có phân tích rồi. Đó, từ những cái vùng đây 9.75, và mục tiêu của TVC là sẽ đánh chạm lại về vùng 11.5. Trong tuần thì đã có những điểm ngồi lên trên 11.5, và nó đây là các cái phiên test cung rất là bình thường của cái sự vận động bình thường của cổ phiếu. Những điểm test cung 11, 11.5 không gãy, xuất hiện một phiên có lực cầu mạnh và kéo vượt thoát vùng 12 thì lúc đó thì chúng ta sẽ đi xây dựng cái target tiếp theo của TVB. TVC ở khoảng vùng 14 đến vùng 15. Lãi nhiều lắm. TVB, những cái tài khoản mà đã mua theo những cái điểm mua đầu của Hùng á thì bây giờ đã lãi trên 40% rồi, 45% rồi.
Và chính xác là TVB chúng ta bắt đầu nói đến cái nhịp thứ nhất là chúng ta nói đến đây, đó là nhịp đánh chạm vùng 9.3. Nhịp thứ hai khi TVB tiếp tục có những cái điểm đi ngang siết chặt ở vùng 9 8.2 thì chúng tiếp tục phân tích lại nhịp thứ hai vượt thoát về vùng 9.3. Đó, thoát vùng 9.3 thì chúng ta tiếp tục đi xây dựng cái target 11. Và trong bản tin tuần 131 thì chúng ta nói đến các cái điểm test kỹ thuật của TVB không gãy vùng 10.5 là phi tiếp, và trên thực tế thì TVB đã ngồi lên trên vùng 11 và có những cái điểm test cả tuần luôn trên cung, và phiên kết tuần thì đã chính thức là đánh out. Đó, về bản chất là nó đã out được cái miệng trên của cái bát này này là vùng 11.5, thì xu hướng là tiếp theo là sẽ tiếp tục tăng. Và tăng về đâu thì nếu mà xây dựng lên đến tận vùng 14 thì nó kinh quá đúng không? Nhưng mà khả năng là sẽ lên được đến vùng đó đấy chị. TVB nó cứ thế nó đánh thôi. À, rồi, mã cổ phiếu HCM. À, đối với nhóm ngành chứng khoán các anh chị nhé, nhóm ngành chứng khoán Hùng Lê vẫn tiếp tục kỳ vọng, đặt những cái kỳ vọng rất là lớn vào nhóm chứng khoán. Rồi. Và HCM trong cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đó là vùng 24.5 trên bản tin phân tích tuần đã hoàn thành sau khi mà cổ phiếu này có những cái điểm test cung không gãy vùng 23. Chạm vùng 24.5 thì cổ phiếu này tiếp tục có những cái điểm test cung đây, những cái bo cung này rất là đẹp đây. Chính ra về bản chất là phiên ngày thứ hai, thứ ba là cổ phiếu này đã vượt lên vùng 24.5 rồi. Đó, và sau đó nó test cung lại và phiên kết tuần thì như vậy là các cái điểm test cung ở vùng 24 gần như đã là kết thúc, và phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới kỳ vọng có một cái lực cầu đánh mạnh vượt thoát lên vùng 25, thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đi xây những cái target cao hơn của em này ở khoảng vùng 26 cộng 26 đến khoảng vùng 27. Và các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán thì gần như nó cũng đi vào một cái trend trung hạn. SSI, đó, SSI thì trong tuần của chúng ta thì mục tiêu là đi xây đó là vùng 18.3 không gãy thì mục tiêu là về vùng 20. Và trong tuần thì nó đã xây lên được đến vùng 19.35, cách cái target của chúng ta khoảng 0.7 nữa, không đến 0.7 nữa thì về đến vùng 20. Và khi về đến cái vùng ở đây là vùng 19 thì cổ phiếu này cũng đã có 3 phiên test tích cực trên vùng 19. Và với tín hiệu kỹ thuật kết tuần như này thì cái target của chúng ta tiếp tục xây ở vùng 20 thì hoàn toàn khả thi. SHS chúng ta xây ở vùng 15. CTS là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị cũng có thể lưu tâm ở thời điểm hiện tại. Sau khi CTS đánh lên vùng 9 thì đã có những cái điểm test lại cung, và những cái điểm test cung này nôm na ở vùng 8.1 đến vùng 8.4 không gãy. Và trong tuần nếu chúng ta bật ở trên bản trên nến tuần thì chúng ta thấy rằng đây là một cây nến doji, và những cái điểm test cung này là những cái điểm test cung thuyết phục. Và cái vùng 8, Hùng đang kỳ vọng là vùng 8 sẽ là cái vùng điểm xoay chiều rất là đẹp cho một cái kênh xu thế mới của CTS ở đây, và bắt đầu mở ra một cái chân trời mới của CTS từ vùng giá 8. Thì đấy là các anh chị lưu ý. MBS thì chưa khỏe lắm, MBS thì chưa khỏe lắm, đang đi ở biên 10.8 đến khoảng vùng 11.5. Mã cổ phiếu VND khuyến nghị đầu tư rồi các anh chị, ngon rồi. Đó, các cái điểm mua đã kết thúc rồi. Nôm na là có một điểm mua ở 17.3, một điểm mua ở 17 và một điểm mua full ở cái điểm test cung ở 17 nữa. Đó. Và mục tiêu của VND trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 19. Thoát vùng 19, thoát vùng 19 và có một cái lực đánh mạnh ở đây thì chúng ta cũng kỳ vọng là trong nhịp này thì VND sẽ đi về khoảng vùng 22. Đó, như vậy nếu mà đi được đến về đến vùng 22 thì như vậy là chúng ta cũng đã có một cái target rất là tốt của cổ phiếu VND. FTS trong phiên ngày hôm nay khuyến nghị mua thêm hay mua hết nhỉ? Nhiều mã cổ phiếu quá. Bởi vì team của chúng ta trên team không chat là chúng ta đã có 655 thành viên. Chính vì vậy nên là mỗi một anh chị thì chúng ta có một cái sở đoạn, sở trường khác nhau. 12.5 này, mua vị thế này. Rồi, phiên ngày hôm nay là khuyến nghị mua mua hết. À, phiên ngày hôm nay canh tăng thêm 50% tỷ trọng. 12.9 đến vùng 13.
Phiên ngày hôm nay là khuyến nghị mua thêm 50% tỷ trọng với mục tiêu ngắn hạn là FTS sẽ đánh vượt thoát lại về vùng 13.5. Và khi mà có một cái cây nến xanh mạnh ngồi vượt thoát vùng 13.5, chúng ta mở điểm mua full, mua điểm mua hết ở đây. Vì lúc đó thì chúng ta sẽ có thể là xác nhận một cái xu thế tăng điểm tiếp theo của FTS có thể đánh chạm về vùng đỉnh cũ, đó là khoảng vùng 14 đến vùng 15 ở trên này. Đó. Thì như vậy là rất là đẹp, chúng ta cứ bình tĩnh vậy thôi, chúng ta không có gì phải vội cả. Rồi, đấy là các mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhanh các mã cổ phiếu của ngành thép Hòa Phát. Thì Hòa Phát chúng ta hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 38 trên 38. Và sau đó thì Hòa Phát đã có những cái phiên chỉnh giảm, và những cái phiên chỉnh giảm đó thì Hùng có nói đến với các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm để chúng ta biết được là cái phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào, đó là vùng 34 đến vùng 34.5 không gãy đó. Thì cái câu chuyện mà bắt đáy thì Hùng không có khuyến khuyến nghị các anh chị nhé, chưa khuyến nghị bắt lại đáy của HPG, chỉ có khuyến nghị chốt thôi, khuyến nghị chốt Hòa Phát. Hòa Phát là khuyến nghị chốt trên vùng 38 cộng cách đây 4 ngày đó, 38 trên 38, cân nhắc bán đi một phần để đảm bảo để bảo toàn lợi nhuận đó. Thì với những cái tài khoản mà chúng ta đã bán một phần ở vùng 38 thì đến thời điểm này chúng ta sẽ chờ, và Hùng sẽ có quan sát cái sự vận động ở đây. Phiên ngày hôm nay là một phiên tăng xanh như này nhưng chưa chắc đâu, khả năng là sẽ trả lại cung đấy, nên là cứ bình tĩnh đó. Và khi ông nhìn thấy rằng là ở cái điểm tích lũy nền ở vùng 34 đến vùng 34.5 ví dụ như vậy, ok, an toàn, thì lúc đó ông sẽ khuyến nghị là ví dụ như chúng ta có 100.000 cổ phiếu Hòa Phát, chúng ta bán đi 50.000 ở đây 50% rồi, thì đến vùng này chúng ta bắt đầu chúng ta mua gom lại 50.000 đó. Cái cách của Hùng là gì, chúng ta trading trên những mã cổ phiếu chúng ta đang nắm, gặp vùng kháng cự công thức 532 chúng ta kích hoạt, và gặp vùng hỗ trợ thì chúng ta lại mua lại đó, đó. Cách là như vậy. Hoa Sen HSG, Hoa Sen thì trong trong cái kỳ vọng của chúng ta là chúng ta có nói đến vùng giá 2x 20, tuy nhiên là chưa đạt được, cao nhất ở đây mới lên được có 19.45 thôi. Và sau đó có những cái điểm test kỹ thuật thì Hoa Sen lại rơi về lại đây các anh chị này, lại rơi về lại vùng 17.5 đến vùng 18, và trong tuần thì Hoa Sen đã có những cái điểm ngồi lại được ở trên vùng 18. Thì về quan điểm kỹ thuật, thì chúng ta sẽ nói về Hoa Sen ở đây như thế nào. Đó là vùng 17.5 là cái vùng mà gọi là vùng hỗ trợ cuối cùng của Hoa Sen, tức là khi gãy gãy 17.5 thì chúng ta phải bán hết, bán sạch sẽ luôn. Đó, bán sạch sẽ luôn. Còn trong cái trường hợp hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không bắt thêm. Chúng ta sẽ canh chốt Hoa Sen. Thời điểm hiện tại là cầu không có vào nhiều nữa rồi, cầu không có vào nhiều nữa rồi. Và một cái điểm đáng lưu ý là anh Phước là anh ấy luôn luôn chốt Hoa Sen ở những cái vùng giá đỉnh anh chị nhá. Tức là sau khi mà anh Phước anh ấy bán xong á, anh Lê Phước Vũ á, hay là anh đó, đó anh Vũ á, đó anh bán xong á, thì cái điểm này này Ùng Lê nhớ không nhầm là anh ấy cũng chốt một nhả Hoa Sen xong là Hoa Sen nó đao một phát từ đây cho đến cắm đầu xuống luôn. Và đây là một cái điểm mà khả năng là dòng tiền tạo lập của anh ấy đã đánh lên đến đến vùng này, thì không chỉ anh ấy bán đâu, sẽ nhiều cổ đông của anh ấy bán và nhiều tay to của anh bán, thì lỡ may là lại cái kịch bản này xảy ra, nên là chúng ta phải đề phòng. Nôm na là như vậy, mọi người vẫn hay gọi là anh ấy là anh ấy buôn cổ phiếu của chính anh ấy, nên là chúng ta phải rất là đề phòng. Nam Kim đến thời điểm hiện tại thì mình sẽ xem nè, chúng ta sẽ view lại dòng tiền tập trung vào Nam Kim cũng đang khá là tốt các anh chị, khá là tốt. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì những cái điểm mua ở lưng chừng đồi như thế này nó cũng sẽ không thực sự là an toàn nữa. Bản chất của Nam Kim là sau cái nhịp ở đây này, cái điệp nhịp mà nó đánh vượt thoát vùng 10 này để hình thành một cái xu thế tăng ở đây, thì cái điểm này đó là điểm mua tốt. Sau khi mà lên đến cái vùng 13 thì cũng có vẽ một cái vòng cung ở đây, đó là cái vùng 11.3 không gãy, thì cái xu hướng để cổ phiếu này đánh về lại vùng 13, tức là trong cái vùng mà chúng ta phân tích đó là vùng 13 đến vùng 3.5 là còn. Ở phiên ngày hôm nay thì Nam Kim đã không 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 trụ lại được ở cái điểm cao nhất, và ở cái vùng 13 đến vùng 14 là cái vùng kháng cự dày, kháng cự mạnh, nên là cổ phiếu sẽ có lên được đến đây thì cổ phiếu cũng sẽ chỉnh, và chúng ta chờ một cái nhịp chỉnh của Nam Kim. Đó, nó chỉnh về vùng, nói chung vùng 11 là đẹp.
để chúng ta nhìn ở trên trên tuần. Bởi vì Nam Kim cũng đã có một cái vùng đánh rất là dài bên này, thì hoàn toàn cái kịch bản mà Nam Kim đánh một cái sóng dài bên này nó hoàn toàn xảy ra thôi. Đó, và sau khi nó có những cái điểm test cung tích lũy ở đây đủ thời gian đủ sức lực rồi thì chúng ta sẽ nói thêm. TLH thời điểm hiện tại sau những cái điểm đánh trần lên nó thì bây giờ là chúng ta vẽ một cái cung ở đây khoảng vùng 5.8 đến vùng 6 đang dự dự ở cái vùng này. Vùng này mà cổ phiếu không gãy thì cũng hoàn toàn có một cái kịch bản tiếp theo là TLH sẽ đánh tiếp. Chúng ta có thể nhìn ở trên trend tuần đó, trên trend tuần đây các anh chị. TLH này có một cách đi này. Bản thân vì sao mà Hùng có nói là TLH đi vào một cái trend trung hạn, nó nằm ở đây đấy các anh chị này, nó nằm ở cái vùng M3.6 đấy này, là trend trung hạn của nó rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là những cái tài khoản mà Hùng Lê cầm nắm giữ thì các anh chị vào được một ít thôi, không vào được nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ những cái điểm test kỹ thuật, và đầu tiên là Hùng sẽ dò tìm ở đây khoảng vùng 5.8 không gãy, và nhưng mà cái vùng 5.8 này thì khả năng cao là sẽ không giữ được ở trên vùng 5.8, bởi vì những cái gap này nó tạo rất là dài và nó sẽ trung bình ở khoảng vùng 5.8, tức là ở khoảng vùng 5.5 đó, đang dự dự ở vùng 5.5 này thì nó sẽ hợp lý hơn. Và cái này thì Hùng sẽ cập nhật thêm mã cổ phiếu TVN khuyến nghị mua. Ok, đang khuyến nghị mua TVN đẹp rồi các anh chị đó. Cổ phiếu này mà đang từ vùng 7.7 mà nó đánh lên khoảng tầm vùng 10 là cũng ngon rồi đấy đó. Và sau một tuần tăng thì cổ phiếu TVN đang có những điểm test tích lũy 7 7.3 không gãy, khuyến nghị mua mua full luôn trong cái điểm này. Rồi, nhóm cổ phiếu ngành thép chúng ta đã phân tích xong. Và bây giờ thì Hùng sẽ phân tích thêm các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản các anh chị nhá. Các nhóm ngành cơ bản phân bón BFC, nhiều anh chị hỏi quá nên là chúng ta cứ phải đảo cho nó hết. BFC hiện tại chưa có gì đột biến sau một cái nhịp ở đây, đó là chúng ta nói đến vùng 14 14.5 và mục tiêu là BFC đi về vùng 16. Thế thôi. Hết. Đạm Cà Mau chưa có những yếu tố đột biến, và đến thời điểm hiện tại thì target 13 trên 13 đó là target mà Đạm Cà Mau đạt được. Với tín hiệu đây đường mark đây này, Hùng có vẽ nhé, đường mark đang cắm đầu đi xuống như này thì nó dòng tiền thì đi ngang thì làm sao mà cổ phiếu tăng được. Đạm Phú Mỹ thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến, vùng hỗ trợ 17 và kháng cự 18, canh kháng cự để chúng ta chốt. Rồi, nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành cao su GVR, rất ok. GVR là một mã cổ phiếu có thể nói là siêu cổ phiếu, phân tích từ vùng 9 mà bây giờ thành vùng 19 rồi, không biết đi đến đâu tiếp theo. Thì GVR nó sẽ, nếu mà nó có cái thông tin mà đền bù của sân bay Long Thành là cũng toang đấy, là coi như phi tiếp ấy. Thì trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ chưa biết là toang hay không, nhưng mà chúng ta sẽ đi phân tích ở một cái cách nhìn nhận về cái sự vận động của cổ phiếu, đó là GVR sẽ có những điểm kéo lên vùng khoảng vùng mắc ở đây khoảng vùng 19.5, vùng 19.5, và đây là cái cản trên của nó, và có một cây nến vượt thoát vùng 19.5 thì xu hướng sẽ kéo lên khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 22. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của GVR ở đây thì GVR sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên nữa, với cái lực cầu sẽ xuất hiện những cái phiên có lực cầu khoảng 6 triệu cổ phiếu và kéo vượt vùng 19.5 thì đấy là dấu hiệu mà chúng ta có thể mua thêm 100% tỷ trọng hoặc là 50% tỷ trọng tùy cái sức mua của các anh chị. PHR đến thời điểm hiện tại là các anh chị có hỏi là có bắt đáy hay không, có mua hay không, thì theo Hùng là bình tĩnh từ từ. Trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích đó là PHR sẽ kéo từ vùng 60 và lên vùng 65 thì trong tuần thì PHR đã đạt cái target. Đó, PHR đã đạt cái target 65 trên 65. Cách đây 5 ngày thì cũng đã nói rồi, nói đến cái vùng 65 và không break được mà bị bán mạnh thì chốt. Đó. Thì cái quan điểm là cứ gặp kháng cự là chúng ta bán đi một ít. Đó. Thì sau một cái điểm ở đây thì PHR có một cái phiên bán rất là mạnh, và hiện tại thì nó lại rơi về lại cái vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ này đó là vùng 62 và vùng 62.5.
Thì cái vùng hỗ trợ này thì sẽ quan sát thêm khả năng là từ vùng hỗ trợ này thì cổ phiếu PHR sẽ đánh úp về lại cái vùng target 65, và trong nhịp này thì có vượt thoát được vùng 65 hay không, có vượt thoát được không để đi về vùng 70. Nói chung là về đến vùng 70 thì nó sẽ là cái target cuối cùng, và khả năng khi đó thì thị trường cũng sẽ bước vào một cái nhịp chỉnh dài đó. Tất cả các mã cổ phiếu thì gần như là đã gần nằm lên những cái đỉnh rất là cao rồi. Chính vì vậy nên là ông Lê Thường khuyến nghị chúng ta là bắt những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có. PHR quan sát thêm vùng 62, 62.5. Có một phiên xuất hiện lực cầu khoảng 2 triệu cổ phiếu và kéo kéo vượt thoát lại vùng 65 thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cái điểm mà cắt ở đây. Đó, điểm cắt ở đây. Ship thì bị chốt mạnh rồi. Vì đơn giản là trong cái phân tích kỹ thuật là ship, và chúng ta có nói đến cái target cao nhất của ship có thể đạt được ở vùng 160, và đúng suýt soát về đến vùng này thì bị chốt, và sau những cái điểm chốt này thì ship sẽ đi về lại ở đây cũng đẹp đấy, điểm này có thể bắt đáy được không, chờ thêm 124.5, nhưng nói chung là trên vùng này không thơm nữa. Ở những cái vùng mà chúng ta bắt ship ở dưới này từ vùng 70 80 mà lên đến vùng 160 đó. VRG em này thì em mới đi chậm chậm thôi, nhưng mà nhìn chung á, thì nó đánh kỹ thuật cũng ổn đó, vùng 24 đó, chúng ta phân tích một nhịp đây từ vùng 24 và mắc lên ở vùng 28, với tín hiệu kỹ thuật này thì lên vùng 28 là khả thi, thậm chí là có thể lên đến vùng 3x đó, thì đây nó sẽ có những cái điểm vo cung lại một tí này này, xong nó sẽ kéo lên này đó, cách đi của cổ phiếu là như vậy. Cổ phiếu SRC cao su sao vàng, thì mã cổ phiếu này á là chúng ta đừng có nhìn ở trên trend ngày, trend ngày khó chịu lắm, và chúng ta chỉ nhìn ở trên trend tuần và vùng 16 16.5, đây là vùng túc tắc có mua. Rồi chúng ta phân tích đến nhóm ngành cảng biển VSC. VSC đến thời điểm hiện tại là đi về đến đâu? Nói chung là trong tuần vừa qua thì những cái động lực tăng giá nó không còn nữa, và khả năng là cái vùng đây Hùng có nói đến đây hết sóng ở khoảng vùng 48.5 đến vùng 50. Mã cổ phiếu HAH rất là khỏe. Hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 14.5 lần 2. Và phiên kết tuần thì có một cái lực cầu cực kỳ khỏe đẩy lên trên vùng 14.5 và nó cũng đánh bay đi tất cả mọi cái cản rồi. Thì với yếu tố kỹ thuật như này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 14.5 gì đó. Nói chung là nó sẽ có thêm những cái phiên test cung ở ở đây, nó có khoảng 1 đến 3 phiên test cung. Không gãy thì những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng tốc mua thêm từ 50 đến 1% tỷ đồng chúng ta đang nắm. HAH rất là đẹp rồi đấy. GMD một cái mã cổ phiếu mà khuyến nghị đầu tư cầm dài từ những cái vùng mua ở dưới này, trước chia đâu đó vùng 18 19 ở dưới này, và đến thời điểm hiện tại là cũng đã tăng hoàn thành, chính xác là hoàn thành cái target 28 trên 28. Thì sau khi mà hoàn thành cái target này thì em này lại test test ngược test test nón đây này đó, thì khi mà có những cái điểm mà bị bán mạnh ở đây là nhiều anh chị có hỏi Hùng là có bán không, thì Hùng bảo không bán, chúng ta cầm tiếp đó, không gãy vùng 26 là cứ thế chúng ta cầm, và những cái điểm test này thì nó ở vùng 26 26.5. Với kịch bản hiện tại và với lực cầu hiện tại thì rất là kỳ vọng, mà khả năng cao thôi, khả năng cao là sẽ đánh về vùng bay thôi, Zimadet thì không có lý do gì không đánh tiếp cả. Và xuất hiện một cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây thì cũng sẽ khuyến nghị chúng ta tăng từ 50 đến 100% tỷ trọng để chúng ta hướng đến cái target ở vùng 30 đến 31 của GMD. Trong cái nhóm này thì có mã cổ phiếu VNA. Đó, VNA hôm nay chốt rồi. Đấy, cái cách nó đơn giản như vậy thôi. Đó các anh chị, nó Hùng thì Hùng chỉ đánh những cái đoạn ngắn ngắn như vậy thôi. Đó. Từ vùng 2.9 vùng 3 mua và đến vùng 3.5 thì bán, hôm nay bán 3.4. Nhóm ngành Viettel, chúng ta phân tích mã cổ phiếu VGI, VGI đã khuyến nghị mua. VGI đã khuyến nghị mua các anh chị nhá.
Trong trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng có nói đến cái câu chuyện là VGX có những cái điểm kéo lên và sau đó thì sẽ nó cần phải test lại cung. Và điểm 31 này có một điểm mua phiên ngày hôm nay thì đã khuyến nghị mua thêm và mua gọi là điểm mua cuối cùng sau những cái điểm mà ngày hôm qua. Ngày hôm qua là có mua ở vùng 30 đến vùng 30.5. Và phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mua hết. Đó. Và sau phiên hôm nay thì sẽ không ai hỏi Hùng cái điểm mua của VGI nữa. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn ở trên trend kỹ thuật, trên trend tuần. Ok, đẹp rồi các anh chị. Và xu hướng là những cái điểm test cung ở vùng 30 sẽ kết thúc và kỳ vọng VGI sẽ tiếp tục đánh. CTR là một mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư và cái target mà CTR xây được và cũng phân tích đó là vùng 65. Thì trong trong tuần này CTR có những cái điểm đánh gần chạm vùng 65 C. Đó, trong 5 ngày trước là hoàn thành mục tiêu 65 trên 65 và mắc của nhịp này có thể đạt đến 67 test cung 65 không gãy thì áp tiếp. Và đây là một cái phiên mà CTR đã bị bán mạnh chính vì cái điểm là chạm vùng kháng cự 65 và nó bị bán gãy hẳn xuống cả vùng 60. Thì trong trend kỹ thuật ngắn hạn như này là CTR sẽ có xu hướng, các anh chị nhớ là chú ý cái xu hướng của cổ phiếu này. Nó đang hồi như này nhưng mà nó chưa hồi được đâu. Nó sẽ có điểm test cung sâu ở khoảng vùng 55. Và vùng này mới là cái vùng mà xây lại nền của cổ phiếu và căn cứ tình hình thực tế ở đây thì cũng sẽ khuyến nghị mua hay là nắm giữ hay là tiếp tục như nào thì cũng sẽ có những cái điểm ở đây. Các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành mía đường có QNS target 35 trên 35 đã hoàn thành, các anh chị canh chốt. SBT sau điểm đánh break nền 18 ở đây thì SBT cũng đang có những cái điểm mà gọi là công xả ở đây và cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này chúng ta cũng có thể tính toán ở đây đó là vùng 17.5, những điểm test cung không gãy 17.5, cầu vẫn giữ được ổn định ở trên này thì chúng ta sẽ cầm nắm tiếp để chúng ta kỳ vọng có một cái target cao hơn ở khoảng vùng 19 đến khoảng vùng 20. Ngược lại gãy 18.5 thì các tài khoản nào đang cầm chúng ta chốt nốt. SLS cũng là một mã cổ phiếu khuyến nghị mua đầu tư. Sau các điểm mua gom và các cái điểm tiếp theo Hùng có phân tích ở đây vùng 61 đến vùng 62.5 chúng ta mở các cái điểm mua tiếp theo với mục tiêu ở trong nhịp này là sẽ đánh chạm về vùng 65. Đó, đây nó có những điểm nhấn kỹ thuật này thì đó. Nôm na nó như vậy thôi, vùng 65 đến vùng 70. Cổ phiếu LSS là một mã cổ phiếu mà chúng ta nhìn ở trên trend tuần chứ không nhìn ở trên trend ngày. Vì nhìn trên trend ngày thì nó loạn hết mắt. Và lịch sử tạo lập của LSS đánh từ đây là vùng 6 lên đến vùng 14 thì nhịp này Hùng cũng đang kỳ vọng như vậy. Và những cái điểm mà Hùng có phân tích về LSS ở những cái điểm đâu 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 đó ở đây này, nói chung là dài dài rồi đó. Từ vùng 4.72 đến vùng 5.5 và hiện tại bây giờ là 7.89 và sau một cái cây nến tuần đẩy xanh lên mạnh thì có những cái điểm test 7.5 không gãy. Đây là những cái vùng test cung của LSS cho phép test ở trong vùng này và như vậy một tuần test cung thành công đối với mã cổ phiếu LSS. Nhóm ngành dệt may có mã cổ phiếu TCM. Ôi da, TCM sao đi dốc đứng rồi nhỉ? À, trên trên tuần. Rồi, TCM chính thức là hoàn thành vùng giá mục tiêu 35 trên 35. Đúng không ạ? Và sau đó thì đây này, TCM cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật khá là đẹp trong tuần. Đó, test cung về vùng 34 không gãy. Trong phiên ngày hôm nay là test sâu đấy. Test cung 34 không gãy với lực cầu khá, tiếp tục kéo vượt thoát vùng 35. Và với tín hiệu cầu hiện tại thì chúng ta ôm chặt TCM thôi. Vùng 40. Rồi. TNG cũng đã có khuyến nghị mua. Vùng điểm mua cuối cùng ở đâu đó khoảng vùng 13 13.7 và đang kỳ vọng là đánh vượt thoát vùng 14. TNG bản này sao yếu thế nhỉ?
Cầu vào tốt mà không đánh vượt thoát lên được, chúng ta chờ một cái cây nến đánh vượt thoát vùng 15 14.5 thì như vậy là nó sẽ xác nhận cái xu hướng tăng ở đây, và các tài khoản cầm TNG chúng ta tiếp tục cầm. Cổ phiếu VGT đó, chúng ta cũng sẽ nhìn ở trên trend tuần. Hôm nay là như vậy, VGT sẽ có những tuần đánh rất là tốt, rất là ok, và đến thời điểm hiện tại thì Hùng cũng kỳ vọng một cái câu chuyện như vậy. Và cái vùng giá 8.5 là vùng giá khuyến nghị các anh chị mua, và mục tiêu là sẽ đánh chạm về vùng 10 đến vùng 10.5. Nhìn trên trend ngày thì nó hơi khó chịu, nhưng mà nhìn chúng ta nhìn ở trên trend tuần thôi. Nhóm ngành thủy sản chúng ta có MPC kỳ vọng sẽ hồi phục lại từ vùng 26, và nhịp hồi phục mắc này sẽ đi về khoảng vùng 29. Canh chốt ACL. ACL chưa có nhiều dư địa đi ngang. VHC. Vĩnh Hoàn hoàn thành cái cột mốc ở đây là 46.5, trên 46.5, và hiện tại thì Vĩnh Hoàn đang có những nhịp đi ngang chỉnh như thế này thì cái xu hướng là chúng ta nên chốt Vĩnh Hoàn, là chúng ta nên chốt, không nên cầm nắm nữa. CMX đó, CMX thì cũng có phân tích rồi. Kỳ vọng của CMX ở nhịp này đó là từ vùng 15 và sẽ hồi phục lại khoảng vùng 17 đến vùng 17.5. Đó, đơn giản như vậy thôi, vùng hỗ trợ này đánh ở đây không gãy thì như vậy là nó đi lên thôi. FMC. FMC trong tuần vừa rồi rất khỏe luôn. Rất khỏe, và FMC thì đã công lại về đúng cái vùng đỉnh cũ 36 ở đây. Và phiên nay thì có một phiên test cung ở trên vùng 36 khá là đẹp. Xu hướng của cổ phiếu này thì sẽ tiếp tục đánh. Tuy nhiên những cái điểm mua ở trên này thì cũng không còn khuyến nghị nữa. Ai cầm thì chúng ta cầm, ai có thì chúng ta. Canh thì chúng ta chốt thôi. ANV như vậy đến thời điểm hiện tại là chúng ta kỳ vọng đánh lên khoảng vùng 24 đến vùng 20 24.5 ở đây. Trên thực tế thì trong tuần thì ANV cũng đã có những cái điểm đánh lên chạm vùng 24, tuy nhiên là lại rơi lại về cái vùng tích lũy đây. Đó là vùng 22 đến vùng 22.5. Xét trên cái yếu tố động lực thì ANV chưa có cái động lực để tăng mạnh. Tuy nhiên góc độ kỹ thuật và các cái điểm test tích lũy ở đây thì khá là ok, và đây cái vùng 22 đến vùng 22.5 cũng là vùng mà chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu sẽ nghỉ ngơi và tích lũy ở đây, thì các anh chị mà đang có hàng thì chúng ta sẽ nắm tiếp. Nhóm nhóm mã cổ phiếu ngành điện thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu GEX. GEX ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải kiên nhẫn thêm thôi, không có gì cả. GEX hôm nay vẫn giữ được ở trên vùng giá 21. Bản thân thì cổ phiếu GEX các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong cái ý đồ tạo lập, tức là khi lúc đánh ấy, thì sau những cái nhịp đánh lên thì GEX sẽ rũ rũ hết hàng, sau đó mới kéo. Thì trong nhịp này thì chúng ta vẫn kỳ vọng là GEX sẽ đi về lại khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Cổ phiếu TV2 đã khuyến nghị chúng ta bắt lại sau những cái điểm tăng rất là mạnh ở đây, thì TV2 là đã tìm ra vùng 47.5 đến vùng 48 để chúng ta gom. Nhưng khả năng vùng này sẽ khó khớp, nên là phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ nâng lên cái vùng 48.5 đối với mã cổ phiếu điện TV2. Một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành khu công nghiệp, đúng không ạ? Nhóm ngành khu công nghiệp SZL. Thì SZL đã khuyến nghị mua để đầu tư, và ở những cái điểm ở quanh vùng 52, SZL những cái điểm test cung ở vùng 51.5 đến vùng 52 không gãy thì chúng ta tiếp tục canh mua thêm. Và mã cổ phiếu D2D thì về vùng 85 cộng sau chia à trước chia ở đó. Thì đối với SZL là những cái điểm test cung đấy các anh chị này, 51 đến vùng 52 không gãy thì khuyến nghị là chúng ta mua thêm. Và đến thời điểm hiện tại thì SZL sau những cái phiên đánh thoát và kết tuần, nói chung là trên trên tuần, thì cổ phiếu này đang khá là ok. Và hiện tại thì nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì đang hút dòng tiền, chính vì vậy nên là SZL cũng sẽ là một cái nhân tố kỳ vọng cho cái tuần giao dịch mới
tốt hơn. Tiếp vùng 33 và xu hướng của tiếp thì sẽ có những cái điểm test ở khoảng vùng đây. Sau khi mà chạm vùng 33 thì sẽ có những cái điểm test khoảng vùng 32, không gãy thì tiếp sẽ kéo tiếp, nhịp này thì tiếp sẽ kéo tiếp và sẽ kéo về đâu đó đến về được đến khoảng vùng đỉnh cũ của nó, khoảng vùng 35. Vùng 35. SZC. SZC sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 28 thành công thì chúng ta có vùng 3X. Và vùng này thì cũng là vùng kháng cự khá là mạnh nên là chúng ta cũng có thể canh chốt ở vùng này một phần. Vượt thoát vùng 30 thì chúng ta sẽ có những cái điểm gọi là những cái điểm đây, chỉnh kỹ thuật ở đây. Vùng 29 không gãy. Sau khi chạm vùng 3X vùng 29 không gãy thì xu hướng cổ phiếu sẽ có những cái điểm kéo lên đến vùng 30, vượt thoát vùng 30 thì cái đó chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu kỹ thuật ở đây đối với mã cổ phiếu SSC. GIL là mã cổ phiếu đánh xổ số từ vùng 35 36, mục tiêu 42, không có gì thay đổi. DTD trong tuần vừa qua cũng tăng rất là tốt và đến thời điểm hiện tại thì DTD cũng sẽ có một cái xu hướng đó là vượt thoát về vùng khoảng vùng 30 thì các cái điểm mua đến thời điểm hiện tại là không có khuyến nghị, còn anh chị nào cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. BCM em này đánh hơi khó chịu và hai cây trần rồi. Nhóm ngành khu công nghiệp thì có mã cổ phiếu D2D nữa, chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu D2D một tí. Thì D2D là gần như là đã sao chia nên là những cái vẽ trên này nó bị lung tung hết rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì anh chị nào mà chúng ta đang cầm D2D thì chúng ta canh chốt ở khoảng vùng 60 thôi, vùng 60 là chốt được rồi. Rồi ok, vùng 59 đến vùng 60 đây là vùng đỉnh cũ của D2D, anh chị canh chốt. Một số các cái mã cổ phiếu khác nữa thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh. PLC. PLC với tín hiệu kỹ thuật hiện tại đó là sau cái nhịp test kỹ thuật ở đây 26 và nhịp test ở trước này là 25.5 không gãy thì chúng ta sẽ có xu hướng tiếp theo trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây từ vùng 24 về vùng 28. Phiên kết tuần có một điểm như điểm điểm này thì cổ phiếu đang bị mất biên, tuy nhiên cái điểm mất biên này cũng không quá là sâu nên là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm ở phiên ngày thứ hai tuần tới. KSB sau khi mà vượt thoát vùng 327 và nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật về lại vùng 27, phiên kết tuần ở vùng 27.3 với một cái lực cầu khá là tốt thì mục tiêu của KSB ở trong nhịp này đó là đây vùng 26.5. Những cái điểm test kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng vùng 26.5 27 không gãy, lực cầu tiếp tục quay vào ổn định thì chúng ta tiếp tục đi xây cái target của KSB ở khoảng vùng 3x. Được, ok. DHC. DHC trong tuần thì cổ phiếu này gần như đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 55 trên 55 và tiếp tục đưa cái target của em này lên vùng 60. DHA. DHA trong tuần vừa qua thì không có nhiều yếu tố đột biến, chủ đạo vẫn là tích lũy nền ở vùng 42 đến vùng 43.5 và mục tiêu thì cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục đánh và điểm mua thì không còn khuyến nghị nữa bởi vì điểm mua đó chính là những cái điểm mà ở vùng 37.5 đến vùng 38 ở đây. HT1 nói chung ở khoảng vùng 16 cộng chốt được rồi. Điểm hiện tại là đang những cái điểm đánh này khá là rời rạc nên là cũng không còn nhiều những cái dư địa nữa. Cổ phiếu BMI
Trong tuần thì có một cái điểm mua khi mà BMI mua tăng thêm 3 ngày 4 ngày 4 ngày về trước, đó là các tài khoản đang cầm nắm thì tăng tốc thêm phiên nay vùng giá 29.5, quanh vùng 29.5. Bởi vì tại cái thời điểm đó thì khi đó ông có nhìn nhận nhận diện thấy là Bình Minh cổ phiếu BMI có một cái điểm đánh test lên ở đây rất là đẹp sau những cái điểm test cung ở đây này, là vùng 28 đến vùng 29 trong bản tin phân tích tuần trước này, và có những điểm test cung vào phiên phiên đó, phiên này hôm nay chính là phiên mà xuất hiện một cái điểm mua hết với một cái lực cầu khá là tốt, và mục tiêu của chúng ta sẽ đi về khoảng vùng 32. BMI thì nó cứ đi chậm thế thôi, nó đi đến đâu thì nó xây chắc đến đó, và cái target 32 này là một cái đỉnh kháng cự cũng tương đối là mạnh của cổ phiếu. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cứ cầm nắm và chờ đến cái vùng 32 thì chúng ta sẽ xem những cái phản ứng ở đây để chúng ta sẽ mua hoặc là bán như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. CVT thì đến thời điểm hiện tại là trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có kỳ vọng lên đến vùng 40. Còn bây giờ nó đi đến như thế này thì cũng chịu, không biết đi đến đâu cả. Còn CVT thì phân tích từ cái vùng ở dưới này đâu đó, từ vùng 20, 18 gì đó, 20. Cổ phiếu PAC thì như thế nào nhỉ? Vẫn ở vùng 26. Em này thì nhìn ở trên trend tuần, kỳ vọng về vùng 3x. Cổ phiếu Phú Tài PTB. PTB trong kịch bản phân tích tuần ở vùng 57, và PTB thì đang có những cái dấu hiệu để vượt thoát vùng 57 thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm thôi. Các điểm mua của PTB chúng ta cũng không còn nữa. CSV. Bộ đôi CSV và CVT thì phân tích khá là dài và vùng 26 đến vùng 27 ở đây. Để kỳ vọng rằng là em này sẽ đánh về vùng 3x. DGC. Em này thì kỳ vọng đánh về vùng 5x. Bộ đôi hóa chất VOC. VOC thì đây vùng 19.5, trong phiên ngày hôm nay là VOC đã chạm vùng 19.5 và sau đó bị đổ lại. Thì đổ lại thì nó lại tích lũy lại ở đây thôi, cái vùng ở đây thôi, vùng 18 biên dưới. LTG Lộc Trời vùng kháng cự 26 bị chốt, và đến thời điểm hiện tại thì đang có những cái điểm tích lũy đi ngang quanh vùng đây là vùng 24. Vùng 24 không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại thì về kỹ thuật thì từ vùng này sẽ đánh chạm lại về vùng 26 một lần nữa. TLG Thiên Long. Thiên Long thì cũng là một cái mã cổ phiếu về thanh khoản thì nó cũng không được tốt. Tuy nhiên nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì tại vì sao mà mình có nói đến Thiên Long? Đó là mã cổ phiếu này thì cũng kỳ vọng cái vùng gọi là cái điểm điểm xoay chiều á, cái điểm xoay chiều của cổ phiếu khoảng vùng 33. Đó, và tuần này thì em này bắt đầu đánh vượt thoát vùng 38. Và khi mà cổ phiếu này thoát vùng 38 có một cái điểm gọi là đây, nó hình ngược như này và kéo lên mạnh như này, thì như vậy là chúng ta chính thức cũng xác nhận rằng TLG nó cũng sẽ có một cái nhịp đánh rất là dài. Đó, có một cái nhịp đánh lên nó rũ hết và bắt đầu nhịp này là cái nhịp mà TLG bắt đầu xây lại, thì chính vì cái nhịp xây lại này nên là cũng đã có khuyến nghị chúng ta bắt. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi để chúng ta có một vài ý về phân tích về thị trường, vài ý về thị trường, xu hướng thị trường trong tuần tới. Thì nhìn chung về thị trường chứng khoán thế giới cũng đang có những cái điểm đồng pha, đó là những cái xu hướng về thị trường tăng khá là tốt, khá là ok. Cùng với đó thì nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua, VN Index của chúng ta đã đi về vùng vượt cái mốc 1.000 điểm, đi về vùng 1.010 điểm, và bản chất vấn đề là bây giờ cái câu chuyện là chúng ta sẽ phân tích để đưa thị trường đi về đến cái hướng nào. Thì cùng chia sẻ như sau. Thứ nhất là trong tuần vừa qua, nếu những anh chị em mà đã có ở trên các cái room cộng đồng, ví dụ room R7, R8, R9 thì đã hiểu cái cách mà Hùng lần theo các cái dấu vết, tức là mỗi ngày Hùng đã tìm ra được một cái ngưỡng
Đó, và cái ngưỡng đó chính là cột cột tiêu, tức là giống như chúng ta đi ở trên một con đường thì chúng ta kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì có cái tín hiệu kỹ thuật này thì ông sẽ đưa ra các cái cột tiêu, và các cái cột tiêu đó sẽ được quan sát ở trong phiên ngày mai, tức là tối ngày hôm nay sẽ có những cái vùng giá hay là sẽ có những cái điểm để chúng ta phiên ngày mai chúng ta quan sát, và những cái điểm quan sát đó nó không bị gãy, nó vẫn đáp ứng được yêu cầu thì chúng ta sẽ tiếp tục định lượng là thị trường sẽ tiếp tục tăng. Còn ngược lại, những cái cột tiêu đó nó bị phá vỡ thì những cái mốc đó, mốc kỹ thuật đó chúng ta nó bị phá vỡ thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái kịch bản điều chỉnh. Thì đấy là cái cách mà chúng ta lần theo dấu vết của thị trường trong tuần vừa qua. Thì trong tuần tới thì với tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của thị trường, các cái nhóm ngành tương đối khá là tốt và ổn định, dòng tiền sẽ xoay quanh các cái trụ để kéo điểm số, và cái trụ mà có thể kéo được điểm số thì cũng đã có phân tích rồi. Cùng với đó thì nhóm chứng khoán vẫn là hút dòng tiền và một số các cái banh sẽ tiếp tục kéo. Nhìn chung nhóm xây lắp đang tăng khá là tốt, và tổng thể thì các cái nhóm ngành của chúng ta đang tăng khá là tốt. Chính vì vậy cái câu chuyện là thị trường có tăng tiếp được nữa không thì trong kịch bản phân tích của ông Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng một tuần tới VN Index sẽ tiếp tục tăng điểm, và cái sự tăng điểm đó nó sẽ đưa cái vùng của VN Index lên mốc M4, đó là mốc 1020 điểm đến 1030 điểm đối với chỉ số VN Index. Đối với chỉ số VN30 đó là mốc 995 điểm, mốc M4 ở vùng 995 điểm ở đây. Mốc 995 điểm, và đối với chỉ số phái sinh đó là vùng 900, mốc M4 ở vùng 992 điểm. Như vậy thì tuần giao dịch mới chúng ta sẽ có rất nhiều các cái biến, gọi là biến biến ở trong thị trường, tức là cái biến không phải là biến cố mà các cái biến số, và căn cứ những cái biến số đó để chúng ta có được những cái phân tích và định lượng theo theo dòng thời gian. Và bản thân thì trong tuần vừa qua các anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái từ khóa ví dụ như VN30 xuất hiện rất là nhiều, đó xuất hiện rất là nhiều cách đây 4 ngày đúng không ạ, 4 ngày này, 5 ngày này, 5 ngày đúng không ạ? Đó 5 ngày. Đây là cái thời điểm mà Hùng bắt đầu ra một cái bản tin phân tích tuần 5 ngày, 4 ngày, VN30, 4 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 3 ngày đó. Tức cái mật độ của VN30 xuất hiện rất là nhiều ở trên các cái bản tin phân tích của Hùng trực tuyến. Bởi vì đấy chính là những cái cột tiêu để giúp chúng ta nhận diện là thị trường của chúng ta còn đi tiếp được hay không. Và trong tuần vừa qua thì Hùng đã lấy cái mốc 925 952 điểm để làm cột tiêu, để giúp cho thị trường của chúng ta tiếp tục giữ vững trong cái xu hướng đi về vùng 1.000 điểm. Và chính vì như vậy nên là ông đã rất là tự tin để khuyến nghị các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm là cổ phiếu chúng ta cứ cầm, và chúng ta sẽ canh mua những cái mã cổ phiếu đẹp. Và trong tuần vừa rồi những cái điểm mua cổ phiếu ông vẫn tiếp tục khuyến nghị, bởi vì sao? Bởi vì các cái cột tiêu này đang còn, các cái mốc này đang còn, thì đấy là những cái dấu hiệu mà giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng thị trường trong tuần mới sẽ tốt hơn. Và một cái điểm nhấn kỹ thuật của VN30 đó, một cái điểm nhấn kỹ thuật của VN30 trong tuần tới thì trong cái bản tin tối chủ nhật thì Hùng sẽ phân tích thêm, nhưng Hùng sẽ nói qua thêm một tí, đó là cái vùng định lượng ở vùng 965 điểm đối với VN30 rất quan trọng ở thời điểm hiện tại đó. Nếu các cái điểm test kỹ thuật nó không gãy vùng này, ok, chúng ta sẽ có những cái vùng 1020 đến 1030 điểm của VN-Index, nhưng ngược lại nó có những cái tín hiệu kỹ thuật vi phạm thì khi đó Hùng sẽ điều chỉnh sau. Và các anh chị lưu ý vùng ở VN-Index, VN30 ở vùng 965 điểm. Đối với chỉ số phái sinh đó, đối với chỉ số phái sinh thì ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà nó có những cái điểm nhấn kỹ thuật. Trong trong kịch bản mà phân tích tối ngày hôm qua thì sau khi mà nó có một cái điểm nhảy ở đây đó, những có một cái điểm nhảy ở đây ở vùng 964 đến vùng 965 điểm đây, thì phái sinh đã nhảy vượt lên đến vùng 975 điểm, và trong phiên ngày hôm nay thì phái sinh tiếp tục có những cái điểm lấp lại gáp, và cả một cái phiên giao dịch thì Hùng quan sát rất kỹ từng cái động thái của cái này, và nôm na nó vẫn nằm ở trên vùng 970 điểm của phái sinh rất ok. Vậy thì có thể phiên ngày thứ hai tuần tới phái sinh nó sẽ có những cái điểm test lại cung đó, nó sẽ có những cái điểm test lại cung nó ở vùng đây này, nó trên cái nón này này, tức là 967 điểm đó. Thì những cái cột mốc 967 điểm của phái sinh và cột mốc 965 điểm của VN30 đó là những cột mốc rất quan trọng định lượng cho chúng ta để giúp cho thị trường của chúng ta có được những cái mốc tiếp theo. Và kênh của chúng ta
cộng đồng của chúng ta, Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng đã có khoảng 14.800 lượt đăng ký kênh, và dự kiến thì mốc 15.000 thành viên sẽ được hoàn thành, sớm được hoàn thành ở trong những ngày sắp tới. Và cái cộng đồng của chúng ta ngày càng lớn mạnh thì Hùng Lê cũng sẽ dành thêm nhiều thời gian, thêm nhiều công sức để có những cái bản tin phân tích tuần tốt hơn, có những mã cổ phiếu đẹp hơn, có những cái khuyến nghị tốt hơn. Và cùng với đó thì Hùng Lê cũng trân trọng kính mời tất cả cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị nhà đầu tư trên khắp mọi miền của Tổ quốc về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS và để tham gia các cái phân tích khuyến nghị chuyên sâu ở trong cái quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em của chúng ta trong các cái bản tin phân tích tuần tiếp theo.